Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 86, Người thích ta sao? Nguyệt bạch lộ rơi, núi rừng yên tĩnh và thanh bình. Ánh lửa trải chiếu lên, mùi rượu thoảng qua, tạo nên một khung cảnh phong nhã. Các tân binh cúi đầu uống rượu, ngẩng đầu trò chuyện dưới ánh trăng, tạo nên một phong cảnh độc đáo tại thành lương châu vệ tia lửa từ ngọn lửa chạy bay lên theo gió thu khiến người ta lo lắng liệu có làm cháy trang phục hay không nhưng chỉ một lát sau ngọn lửa tắt đi để lại một không gian trầm lắng và những tiếng thổn thức tiểu mạch nước nở nói ta cũng quên cha mẹ ta hình dáng như thế nào rồi ta còn thảm hơn vương bá mặt không biểu cảm nói từ khi sinh ra ta chưa từng thấy cha mẹ mình hỏa yến im lặng nàng giơ tay, uống một ngụm rượu lớn, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo hơn. Mọi người vốn dĩ định an ủi nàng, nhưng cuối cùng lại biến thành cuộc so bì xem ai khổ hơn. Trong khi các tân binh khác cười đùa vui vẻ, nhóm của họ lại rơi vào một bầu không khí bi thảm. Nhìn tiểu mạch và vương bá ôm đầu khóc giống, hỏa yến cảm thấy không biết nói gì hơn. Bên cạnh, giang giao cũng đang uống rượu một mình với đôi mắt đỏ hoe. Hỏa yến nghĩ, không biết ai đang an ủi ai hoàng hùng nhìn nàng một cái nói hòa lão đệ ngươi tửu lượng không tệ lắm hòa yến giật mình nhìn xuống nhận ra mình đã uống hết ba chén rượu nàng không biết hòa đại tiểu thư trước kia tửu lượng thế nào nhưng nàng biết rằng với phi hồng tướng quân việc này rất quen thuộc khi cảm thấy lạnh sợ hãi tâm trạng tồi tệ hay đói khát chỉ cần có rượu trong tay nàng có thể tạm thời vượt qua khó khăn rượu có thể xua tan cái lạnh tăng thêm dũng khí giúp đỡ đói và giải sầu tại sóc kinh nàng không dám uống rượu vì sợ lộ tẩy nhưng ở phủ việt quân và mạc huyện nàng dần dần trở nên quen với việc uống rượu trong các tân binh không ai có thể uống nhiều hơn nàng khi chúc mừng đại thắng nàng thường là người duy nhất còn tỉnh táo vào cuối bữa tiệc có lẽ điều này đã khiến nàng trở nên cô độc cầu bại trong truyền thuyết thạch đầu người mà nàng tưởng có tửu lượng không tệ lại ngã xuống sau nửa bát rượu ngáy o o Tiểu Mạch liền lấy nửa bát rượu còn lại, cùng Vương Bá làm một trận nói, không ngờ chúng ta đều là những người lang thang khắp chân trời, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Nói rồi, cạn một hơi, nhưng sau đó cũng ngã xuống giống như huynh trưởng của hắn. Hỏa Yến nghĩ, thật là anh em ruột. Vương Bá, mất đi một bạn nhậu, liền ôm vai Giang Giao, đưa cho Giang Giao một xiên thịt thỏ nướng, nói. Đừng chỉ uống rượu giải sầu, ăn chút thịt đi vị hôn thê của ngươi không chọn ngươi là vì hai người không có duyên phận đây là lần đầu tiên hắn nói điều gì đó có lý người sống một đời tụ tán đều là duyên không nên cưỡng cầu giang giao nhận lấy thịt thỏ tiếp tục uống rượu trong im lặng hoàng hùng thấy vậy cười nhẹ nhìn lên mặt trăng lẩm bẩm ta nhớ nhà hỏa yến lấy một chiếc bánh trung thu nhỏ từ trong giỏ đồ ăn của trình lý tố bánh nhỏ hình dáng như hoa lăng trên đó viết chữ đỏ đoàn tụ nàng cắn một miếng nếm vị ngọt của hạt vừng và nhân đào nhưng nếu họ còn sống ta hẳn sẽ không ở đây mà đang ở quê nhà hoàng hùng nói mẹ ta nấu ăn rất ngon ta nhớ món ăn của bà hỏa yến cúi đầu lặng lẽ ăn bánh hoàng hùng hỏi ngươi thì sao thường ngày lúc này ngươi sống thế nào hỏa yến hơi hoảng hốt trước khi nhập ngũ nàng thường trải qua trung thu cùng gia đình nhưng với thân phận đặc biệt nàng luôn bị giám sát, không có tự do. Dù thích không khí náo nhiệt của lễ tế nguyệt, nhưng vì phải đeo mặt nạ, nàng không tiện tham gia. Sau khi nhập ngũ, mỗi ngày đều qua đi trong lo sợ. Trung tu đoàn viên chỉ là điều không thể. Khi trở lại kinh thành và đến hứa ra vào năm ngoái, nàng đã bị mù. Những hy vọng đoàn tụ chưa thành, nàng đã rơi vào bóng tối. Vào rằm tháng 8, nàng xin hứa chi hằng đưa lên núi bái Phật, hy vọng Bồ Tát phù hộ cho nàng thấy lại ánh sáng. Hứa Chi Hằng đồng ý. Thực ra, ngày đó nàng không thật sự muốn cầu Bồ Tát phù hộ. Lưỡi đau nhói khi nàng cắn trúng lưỡi mình, vị ngọt của bánh bị bao phủ bởi cảm giác đau đớn, hòa yến trở lại hiện thực, tranh ánh mắt của Hoàng Hùng, nói chỉ như vậy thôi, không khác hiện tại lắm. Ta nhìn thấy ngươi, giống như nhìn thấy ta năm đó. Hoàng Hùng uống một ngụm rượu, nói. Ngươi giống ta năm đó, Hỏa Yến cười, lão ca, gia đình ta sống rất tốt. Thậm chí, sống tốt hơn nhiều người. Nhưng ngươi không cam tâm. Hoàng Hùng nói, giọng trầm. Ngươi thù lớn chưa trả, trong lòng không cam, nên lúc nào cũng buồn giàu, tự làm khổ mình. Hỏa Yến cảm thấy lòng mình dao động, không nói gì. Không biết ngươi thù gì. Hắn nhìn trăng. Ngươi đôi khi có ánh mắt giống ta lúc ấy. Hỏa Yến mờ mịt, tự hỏi liệu có phải nàng đã che giấu rất tốt sẽ có ngày mọi thứ tốt đẹp hoàng hùng vỗ vai nàng ngươi phải tin điều này hỏa yến im lặng nhấc chén rượu lên uống hoàng hùng không nói thêm tiếp tục ăn thịt và uống rượu vương bá đã say còn giang dao đầu tựa vào đầu gối không biết là đang khóc hay đã ngủ thiếp đi các giáo đầu cũng tụ tập ăn thịt và uống rượu bên lửa trải những ngày vất vả huấn luyện cuối cùng cũng thấy kết quả trên các tân binh trình lý tố tiểu thiếu ra từ kinh thành cũng tham gia, cảm thấy thú vị với trò chơi mới lạ này. Ngay cả việc rác muối lên chân thỏ nướng cũng trở nên ngon miệng vô cùng. Ban đầu còn muốn đi tìm Hỏa Yến nói chuyện, nhưng mới uống một ngụm rượu đã cảm thấy chân mình như nhũn ra, đành ngồi lại. Các giáo đầu cười lớn, có người nói. Trình công tử phải luyện tử lượng nhiều hơn mới được, chút rượu này không đủ làm ta lương châu vệ nhi lang. Ta vốn không phải lương châu vệ. Trình lý tố lầm bầm. Ta chỉ đến vui đùa thôi đứa trẻ này luôn nói mình không được một cách hùng hồn. Nếu đây là gia tử tôn của các giáo đầu, chắc đã bị đánh 10 bữa ăn tám rồi. Nhưng vì là cháu ngoại của tiêu giác, mọi người đều nói. Trình công tử thật rộng rãi, mê rượu không tốt, nương tử của ta không cho ta uống rượu. Học từ trình công tử đi. Bất quá trình công tử. Lương Bình hỏi. Đồ đốc không ra cùng chúng ta vui sao? Cứu cứu không thích nơi ồn ào. Trình Lý Tố đáp nên chắc chắn không đến. Mọi người có chút tiếc nuối, cũng có người cảm thấy tiêu giác quá bất cận nhân tình. Dù sao đây cũng là trung tu, đáng lẽ nên cùng bộ hạ vui chơi, tình cảm mới sâu đậm. Nhưng cũng có người không quan tâm, mã đại mai cười. Sao không mang chút thịt rượu đến cho đô đốc, tết lớn, một người khó tránh khỏi buồn. Không cần. Trình Lý Tố nói. Rượu này cứu cứu ta chắc sẽ không uống. Mọi người, chấm dù sao đó cũng là nhị công tử của sóc kinh tiêu gia, uống rượu cũng không miễn cưỡng. Đỗ Mậu hỏi. Trình công tử, ngươi biết đô đốc tử lượng thế nào không? Nghe nói phi hồng tướng quân ngàn chén không say, đô đốc so với phi hồng tướng quân ra sao? Các giáo đầu lập tức nhìn Trình Lý Tố với ánh mắt sáng ngời. Câu chuyện về phi hồng tướng quân và phong vân tướng quân luôn làm người ta tò mò. Từ kiếm pháp đến tiểu lượng, từ thân cao đến tính tình, mọi người đều muốn so sánh. Nhưng hai người này chưa từng xuất hiện cùng lúc, và Phi Hồng Tướng quân luôn mang mặt nạ, làm cho sự so sánh trở nên mơ hồ. "Đương nhiên là cứu cứu ta." Trình Lý Tố không chút do dự trả lời, "Ta lớn vậy rồi chưa từng thấy cứu cứu uống say." Thực ra, Trình Lý Tố chưa từng thấy Tiêu Giác uống rượu. Nhưng lời này hắn không thể nói trước mặt các giáo đầu, dù Phi Hồng Tướng quân có lợi hại thế nào cũng không hơn được cứu hắn. "Đi, đừng nói sau lưng người khác." Trầm Hãn phất tay, "Uống rượu." uống rượu, đừng lải nhải như bà già. Trình công tử, đến, ta mời ngươi một chén. Trình công tử. Trình công tử hai má đỏ, đã say. Đêm đó, màn xanh khép lại, trăng sáng, trên giường bóng người vắng lặng. Tiếng thu tĩnh mịch, có người đang đánh đàn. Trên ánh trăng, cây mộc lan có xương, người như ngọc. Treo trên tường, trường kiếm như xương như tuyết, thanh niên đứng ngoài váy, dung mạo tuấn tú, ánh mắt yên tĩnh, đôi tay mơn trớn dây đàn, Tiếng đàn bay bổng làm người say mê. Hắn đánh khúc Liêu Quang. Tiếng đàn như châu ngọc rơi bàn, giữa đêm trung thu vốn nên đoàn viên, dù lương châu vệ giáo đầu và tân binh có người nhà ở xa ngàn dặm, cũng là đoàn tụ một đường, hát vang uống rượu, không bằng hắn tịch mịch. Hắn dường như không nhận ra, chỉ tập trung vào dây đàn, tóc buông xuống đầu vai, bị ánh trăng phủ lên một lớp quạnh quẽ. Từ xuân đến thu, từ nóng đến lạnh, dường như chỉ là chớp mắt ánh trăng qua tiếng đàn trở nên tĩnh mịch hơn bầu trời đêm trong suốt như nước tiếng đàn như muốn kéo dài trong không gian khiến người nghe muốn rơi lệ đột nhiên có vật gì đập trong sân phát ra tiếng vang cắt ngang tiếng đàn tiêu giác dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tường viện có vật gì bay vào hắn đứng dậy mở cửa đi ra lúc này vật thứ ba đập vào rơi bên cạnh hắn hắn nhặt lên là một cục đá phi từ phía sau xuất hiện nói nhỏ. Thiếu gia, bên ngoài. Tiêu giác mở cửa sân. Bên ngoài đứng đó một thiếu niên mặc áo đỏ, tay cầm vò rượu nhỏ, nắp đã mở, mùi thơm lan tỏa, là thập bát tiên. Thiếu niên hào phóng, uống không ít rượu quý mà người khác thường muốn tàng chữ lâu dài. Người đó là Hòa Yến. Tiêu giác lạnh lùng nhìn nàng, Hòa Yến chừng mắt nhìn rõ hắn, nói tiêu giác. Phi nô ngạc nhiên, thiếu gia bị gọi thẳng tên, quả thật gan lớn. Ngươi ở đây làm gì? Tiêu giác hỏi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, thiếu niên không biết uống bao nhiêu rượu, toàn thân mùi rượu nhưng thần sắc bình thường. Nói, ngươi chọn lôi hậu vào tiên phong doanh, ta không phục, tiêu giác, khoe miệng hắn khẽ nhếch, chúng ta đánh một trận. Nói xong, lao thẳng tới tiêu giác. Phi nô thấy vậy, muốn tiến lên, nhưng nghe tiêu giác ra lệnh. Đừng động. Lập tức không dám nhúc nhích. Thiếu niên bay người lên, dương nắm đấm về phía tiêu giác, tiêu giác né tránh, nhìn hắn. Hỏa yến không có vũ khí, tay không tất sắt, nhưng ánh mắt thanh minh, không giống uống say. Tiêu giác nhìn xem hắn định làm gì, hỏa yến một đòn không trúng, quay lại lần nữa. Thiếu niên linh hoạt, chân tâm muốn đánh nhau, nhưng dùng biện pháp vụng về, như học sinh đánh nhau, chỉ biết dùng quyền cước, không để ý chính xác. Tiêu giác lại né tránh, hỏa yến nghi hoặc thân thủ ta khi nào kém vậy. Phi nô bên cạnh, chẳng lẽ thiếu niên này nghĩ mình có thể thắng tiêu nhị công tử? Nghe nói hỏa yến cuồng vọng, lúc này mới thấy, quả nhiên. Thiếu gia thật tốt tính, không ném hắn ra ngoài. Hỏa yến không nhụt chí, tiếp tục đến, lại bị tiêu giáp né tránh. Tiêu giáp đang muốn mở miệng, thấy sau lưng có vật đen lao tới, rút kiếm ẩm thu đánh nát. Tiếng vật kia vỡ, hắn lui vài bước, không bị dính. Hỏa yến không kịp né, bị tưới từ đầu đến chân. Ánh trăng đẹp đẽ, hoa quế sơ khai, rượu thơm khắp nơi. Mảnh vỡ thập bát tiên trên đất, thiếu niên nhíu mày nhìn. Nàng như bị mảnh vỡ đánh thức, tiến lên một bước, giống như tiểu nương tử bị dẫm hồng châu châm trong chợ, nói, ngươi đền. Phi nô thấy vậy, nghĩ thiếu niên này say, nói với tiêu giác. Thiếu gia, có cần dẫn hắn đi. Tiêu giác ngăn lại, gật đầu. Chủ tớ hiểu ý nhau, Phi nô biết tiêu giác không ném hỏa yến ra không phải vì tốt tính, mà muốn thử hỏa yến nếu có thể hỏi ra điều gì khi say, sẽ dễ dàng hơn. Nếu giả vờ say, thì không thể tha thứ. Phi nụ ẩn vào bóng cây, im lặng. Tiêu giác vào phòng, vừa đi vừa nói. Ta vì sao phải đền? Thiếu niên theo vào, bước loạn choạng đứng trước tiêu giác, hỏi, ngươi biết ta là ai không? Tiêu giác cười lạnh. Ngươi là ai? Hỏa Yến vỗ đùi, đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta, Hỏa Yến lương châu vệ đệ nhất lương châu vệ đệ nhất tiêu giác cười khẽ ai nói với ngươi cần ai nói sao thiếu niên không biết say hay không tự tin ta chắc chắn tiêu giác vòng qua cầm ấm trà trên bàn rót trà thiếu niên lại đứng trước mặt hỏi ngươi nói ta thấp không tiêu giác nhìn đầu hắn ngang ngực mình gật đầu thấp hỏa yến ta không thấp tiêu giác hỏa yến lại hỏi ta đần không tiêu giác ngừng rót trà, chậm rãi nói. Đần. Hỏa yến, ta không đần. Tiêu giác hối hận không ném hỏa yến ra viện, ngược lại tự chúc khổ. Nghe hắn nói nhảm mà không được gì, hỏa yến quá ngu, hoặc quá khôn. Ngươi còn muốn khen mình gì nữa? Tiêu giác hỏi. Hỏa yến, ta cao lớn, uy vũ, vô địch, anh Tuấn, nghĩa khí. Vì sao không ai thích ta? Ngươi biết ta cố gắng bao nhiêu không? Tiêu giác. Vì ngươi ta rất không vui đêm nay, ta hỏi ngươi, nàng tiến lại gần, nhìn tiêu giác, hỏi, ngươi thích ta không? tiêu giác lùi lại, kéo giãn khoảng cách, phủi áo, trả lời, ta không phải đoàn tụ, ta cũng không phải. hỏa yến lẩm bẩm, đột nhiên ngẩng đầu, bi phẫn, vậy ngươi vì sao thích lôi hậu mà không thích ta? hắn cao hơn ta, nhưng có gì hơn ta? về dung mạo, thân thủ, tình cảm, tiêu giác, ngươi quá không có mắt. ta thất vọng. Lúc này, Trầm Hãn định mang thịt thỏ nướng cho tiêu giác, nghe được bí mật, kinh ngạc bịt miệng. Trong phòng, nam tử trẻ tuổi không nói gì, nhìn thiếu niên ngửa đầu, ánh mắt sáng, giọng nói không chút sợ hãi, khiến người ta nghi ngờ hắn nghĩ gì. Cái gì là tình cảm đã qua? Bất quá là trước đó cho hắn một huyên ương hũ thuốc trị thương, thành ra tình cảm, người này quá nhiệt tình. Bất quá cũng không sao, thiếu niên cười, nói nhỏ, người chọn lôi hậu vào tiên phong doanh, ta sẽ hàng ngày tìm lôi hậu luận bàn, 10 lần thua cả 10, người lương châu vệ sẽ biết ngươi tiêu giác mù, có phá ánh mắt. Đến lúc đó ngươi làm sao? Tiêu giác, nói xong, hỏa yến hợ rượu, đổ vào giường, nửa người nằm trên đàn, dây đàn kêu chói tai, rơi xuống đất. Tiêu giác đứng giữa phòng, cảm thấy hôm nay quá tồi tệ. Thấy bóng người do dự ngoài cửa, hắn nói. Không vào, đứng ngoài làm gì? Trầm hãn giật mình, lúng túng bước vào vừa rồi nghe bí mật bị phi nô thấy giờ đô đốc không vui đừng chọc hắn thuộc hạ mang chút thịt thỏ nướng nghĩ đô đốc chưa ăn tối đưa đến trầm hãn đặt túi giấy dầu lên bàn đô đốc từ từ dùng thuộc hạ đi chậm đá tiêu giác không vui ngươi không thấy người này hắn ra hiệu trầm hãn nhìn hỏa yến trầm hãn nghĩ vừa rồi nghe hỏa yến nói tiêu giác và hắn có tình cảm giờ nhìn thiếu niên này ngủ trên giường tiêu nhị công tử quan hệ quả thật không tầm thường tiêu giác bước tới, nhấc hỏa yến ném về phía trầm hãn. Ngươi mang đi, không dám. Trầm hãn nói. Cái gì? Thuộc hạ không dám, lương châu vệ tân binh đều do đô đốc quản, sao nói thuộc hạ người? Là đô đốc người. Tiêu giác cười. Trầm hãn, ngươi hôm nay nói nhiều. Thuộc hạ hiểu. Trầm hãn run lên. Thuộc hạ dẫn hắn đi. Vừa đi, vừa hỏi. Đô đốc cho rằng, đưa thiếu niên này đi đâu? Tiêu giác bình tĩnh. Đưa đến nhà ngươi, không cần. Trầm hãn run lên. Hòa yến, đưa về phòng hắn. Sau khi đi, phi nô vào phòng. Tiêu giác nhặt đàn lên, dây đàn gãy, nhíu mày. Thiếu gia. Phi nô nhìn theo trầm hãn. Trầm tổng giáo đầu hôm nay lạ. Là... Hắn thường quái lạ. Là... Tiêu giác đáp. Thiếu gia nghĩ hòa yến có sai không? Tiêu giác cất đàn, trà đã lạnh. Hắn đổ trà nguội, rót lại, uống một hơi. Không xác định. Không chắc Hòa Yến say, vì người bình thường không nói như vậy. Nhưng xem động tác, ngôn từ, thần sắc, không một tia hỗn độn. Quan trọng nhất, tối nay ngoài phá đàn và đánh nát vào rượu, hắn không làm gì khác, không tiết lộ thân phận. Này làm người khó hiểu. Hắn có vẻ bất mãn lôi hậu vào tiên phong doanh. Phi Nô nói. Hắn muốn vào tiên phong doanh. Tiêu giác trào phúng. Không chỉ tiên phong doanh, hắn muốn vào cửu kỳ doanh. Vậy. Phi Nô hỏi. Đưa hắn vào tiên phong danh, tương kế tựu kế. Không cần. Tiêu giáp nói. Ta có an bài khác. Phi Nô im lặng, tiêu giáp nghĩ về lời hỏa yến, muốn luận bàn với lôi hậu để chứng minh hắn sai. Hành vi này thực sự vô lại. Nhìn phòng hỗn độn, viện tử đầy mảnh vỡ, hắn nghĩ phải mời sư phụ bổ đàn. Hỏa yến nói vì ngươi, đêm trung thu ta rất không vui, thật không có đạo lý. Thanh niên đứng giữa phòng, như ngọc, sau nửa ngày, người. Có bệnh. Bên ngoài, Trầm Hãn cũng không vui, cõng Hỏa Yến. Người khác thấy đều ngạc nhiên. Hỏa Yến say, tổng giáo đầu sao cõng hắn? Trầm Hãn im lặng, nếu không biết quan hệ Hỏa Yến và Tiêu Giác, hắn đã tìm người khác mang Hỏa Yến về. Nhưng giờ biết quan hệ không ít, Trầm Hãn không dám lãnh đạm. Hỏa Yến nói có tình cảm với Tiêu Giác, hai người chắc quen nhau trước, nhưng sau đó có biến cố, mới thành thế này khó trách đô đốc không gần nữ sắc, anh dũng xuất sắc, nhiều nữ tử trông mong, vẫn không động tâm, nguyên lai. Like. Người ta không khẩu vị nặng như vậy. Nghe Hỏa Yến nói ngươi vì sao ưa thích lôi hậu không thích ta, giọng thê lương, thật làm người nghe cảm động. Đồ đốc vững tâm như sắt, không bị lay động. Trầm hãn nghĩ, nhớ lại những câu chuyện kỳ quái. Có lẽ Hỏa Yến và Tiêu Giác trước đây thân thiết, nhưng Tiêu Giác phát hiện thân phận khác thường, cắt đứt tình cảm, phân rõ giới hạn. Hỏa Yến không cam lòng, nhập ngũ tìm tiêu giác đòi lời giải thích. Thậm chí muốn vào tiên phong doanh để tiêu giác nhìn nhận. Hỏa Yến làm tốt, nhưng tiêu giác tránh hiểm nghi, chọn lôi hậu. Hỏa Yến đau khổ, mượn rượu tiêu sầu, tìm tiêu giác đòi thuyết pháp. Đồ đốc quyết liệt từ chối, nhưng nể tình cũ, để Hỏa Yến ngủ trên giường mình. Rất tốt, trầm hãn vỗ tay, hợp tình lý, 89 phần 10 đúng. chương 87, lại là thế thân. Trung thu qua đi ngày thứ hai, là cái ngày mưa. Hỏa yến khi tỉnh dậy, những người còn lại đều ngủ say, đại khái là do đêm qua rượu còn chưa tỉnh. Bên ngoài tiếng hiệu lệnh đã vang lên, dù trời mưa cũng phải huấn luyện. Nàng đứng dậy, đánh thức từng người trong phòng. Ta đau đầu quá. Tiểu mạch, tuổi còn nhỏ, không chịu nổi cơn say rượu, vẫn cảm giác đau đầu. A à, hoặc ca, à, ngươi đang làm gì? Hỏa yến đưa túi nước cho hắn, nhanh uống vài ngủm rửa mặt rồi đi chạy. Tiểu Mạch uống từng ngụm lớn nước, Hồng Sơn thấy thế, cười nói. Tiểu Mạch, ngươi và ca ngươi phải luyện uống thêm, chút tiểu lượng này sao được. Còn không bằng A Hòa Ca của ngươi. Tiểu Mạch liếc nhìn Hòa Yến, nói. A Hòa Ca, ngươi tiểu lượng tốt thật à. Qua loa thôi, Hòa Yến đáp, lúc này, nàng không cảm thấy đau đầu, ngược lại rất tỉnh táo, chỉ là đã quên đêm qua về phòng khi nào chỉ nhớ mình uống rượu với hoàng hùng ở lửa trại uống nhiều bát còn mở thập bát tiên đúng rồi thập bát tiên đâu tiêu đồ đốc thường cái bình rượu đâu rồi hồng sơn cũng nhớ ra đó là đồ tốt chớ để mất có thể ở chỗ vương bá hỏa yến trả lời vừa cố nhớ lại thật sự không nhớ ra được gì nàng vốn có danh sưng ngàn chén không say thực ra cũng không hẳn uống nhiều vẫn say chỉ là hỏa yến khi say không khác biệt mặt không đỏ nhìn vẫn tỉnh táo trước đây trong quân đội có lần uống say còn cùng quân sư bàn về binh pháp suốt đêm nhìn rất sáng suốt quân sư hôm sau khen hỏa yến là anh hùng hiếm thấy thực ra hỏa yến không nhớ gì dù say người khác cũng không nhận ra không bước chân phù phiếm không nói lung tung vậy mà đêm qua nàng đã làm gì nghĩ mãi không ra nàng theo đám người tranh thủ rửa mặt ra ngoài chạy trời mưa mặt đất ướt không thể chạy nhanh, sợ trượt ngã. Hỏa Yến chạy trước, cảm thấy có người nhìn mình, theo ánh mắt nhìn, thấy tổng giáo đầu trầm hãn đứng ở cuối đường, không chớp mắt nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp. Hỏa Yến nhìn qua, trầm hãn rời mắt, thật kỳ lạ, nàng rất nhạy cảm với ánh mắt, trầm hãn nhìn như đang suy tư. Nàng lại nhìn trầm hãn, trầm hãn đã đi. Có lẽ ánh mắt nàng quá rõ ràng, một tân binh chạy bên cạnh hỏi. Tổng giáo đầu hung dữ thế mà đối với người rất tốt. Hai người quan hệ thế nào, sao hắn chiếu cố ngươi vậy? Chiếu cố ta, hỏa yến không hiểu, ta không biết. Nếu thật lòng chiếu cố, trầm hắn cũng không để nàng đi tiên phong doanh. Tối qua, khi chúng ta về, thấy trầm tổng giáo đầu tự cõng ngươi về phòng. Tân binh kia bất mãn. Ngươi quá vong ân bội nghĩa, nếu là ta, trầm giáo đầu sẽ không chu đáo vậy. Hỏa yến sừng sốt. Nàng hỏi, tối qua ngươi thấy trầm tổng giáo đầu cõng ta về đúng vậy tân binh ngạc nhiên nhìn nàng ngươi không nhớ ngươi uống say hắn nói xong phía trước có đồng bạn gọi hắn liền chạy tới hỏa yến một mình phía sau lòng khó nén kinh dị nàng uống say trầm hãn cóng nàng về thật kỳ lạ sáng hỏi hồng sơn họ đều say sớm được tân binh kéo về không ai biết hỏa yến về khi nào thế nào hỏa yến không nghĩ trầm hãn quan tâm nghĩ mãi không rõ nàng quyết định chạy xong sẽ hỏi Hoàng Hùng, nếu không biết, sẽ hỏi trực tiếp Trầm Hãn. Chạy xong, mọi người tránh mưa uống nước, trình lý tố đến. Thiếu niên che dù, trên dù vẽ ca chép đỏ trắng, rất đẹp. Hắn không thấy hỏa yến, hỏi quanh, cuối cùng tìm thấy nàng dưới lều cỏ. Hòa đại ca. Hắn gọi. Hỏa yến không ngờ trình lý tố tìm, đứng dậy đi tới, kỳ lạ hỏi, trời mưa lớn, sao ngươi không ở phòng nơi này không tiện nói chuyện. Trình Lý Tố kéo nàng dưới dù, tìm đến diễn võ trường, mới dừng lại, nói. Tối qua ta say, sáng nghe cứu cứu và phi nô đại ca nói, mới biết đêm qua ngươi tìm cứu cứu ta. Ta tìm cứu cứu ngươi, Hỏa Yến kinh ngạc. Đúng vậy. Hỏa Yến không tin, nàng tìm tiêu giác, hiện nàng không hài lòng với tiêu giác, vì chuyện tiên phong doanh, tìm tiêu giác chắc không phải để ôn chuyện uống trà. Ta tìm cứu cứu ngươi, làm gì? hỏa yến chậm rãi hỏi trình lý tố do dự đêm qua ngươi có thể uống say hỏa yến nàng cố mỉm cười ngươi cứ nói ngươi tìm cứu cứu ta đánh nhau còn đè hư đàn hắn trình lý tố đáp hỏa yến nhắm mắt ai thắng nàng hỏi trình lý tố không ngờ hỏa yến quan tâm kết quả hắn gãi đầu đại khái là cứu cứu ta nghe nói hắn để trầm giáo đầu đưa ngươi về hỏa yến nàng say đi tìm tiêu giác đánh nhau, còn thua, lần này tiêu giác chắc càng ghét nàng, vào cửu kỳ doanh lại xa. Hỏa Yến nản lòng, nghĩ vào cửu kỳ doanh tiếp cận tiêu giác không thể. Thay đổi con đường, chậm rãi thăng quan, dù chậm. Trình Lý Tố An ủi. Hòa đại ca, ngươi không nên nản trí, cứu cứu ta không tính toán chi ly, ta tới báo, những ngày này, ngươi tốt nhất đừng gặp cứu cứu, tránh hắn tức giận. Đàn rất đắt, hắn không bắt ngươi đền, đã rất rộng lượng. Ta cũng không muốn thường gặp, hỏa yến nguyễ hoài đáp. Ngươi xem, không phải tệ lắm. Trình lý tố bổ sung. Ngươi không cần buồn, ta sẽ nói tốt cho ngươi trước mặt cứu cứu. Hỏa yến buồn bã, cảm ơn ngươi. Trình lý tố đi, hỏa yến nhìn cá chép đỏ trắng đi xa, cảm thấy bất lực. Trước kia huynh đệ nói uống rượu hỏng việc, nàng không tin, giờ mới thấy thật. Đến Lương Châu mới say một lần, đã gây rắc rối trầm hãn sao lại cõng nàng về phòng có lẽ thấy cảnh hỗn loạn biết nàng không được tiêu giác yêu ái hoạn lộ vô vọng sinh lòng đồng cảm hỏa yến nghĩ có lẽ nên tìm cơ hội xin lỗi tiêu giác thành khẩn xin lỗi có thể cứu vãn lúc này trong phòng đô đốc lương châu vệ hữu quân tiêu giác ngồi trước bàn nhìn thiếp mời thiếp mời là tri huyện lương châu tôn tường phúc gửi nói vài ngày nữa giám sát ngự sử viên bảo trấn từ kinh thành đến lương châu Tri huyện Thiết Yến, cùng mời Tiêu Giác và cháu Trình Lý Tố. Phi Nô đứng sau Tiêu Giác, nói. Thiếu gia, đi trong thành không dẫn Trình Công Tử, có lẽ là Hồng Môn Yến, e rằng có uy hiếp. Viên Bảo Trấn cùng Từ Kính Phủ liên hệ, sớm là người của Từ Kính Phủ. Tiêu Giác vuốt thiếp mời, nhìn cây hoa quế ngoài cửa sổ, nhạt nói. Lần này hướng đến ta, ta muốn biết Từ Kính Phủ sắp đặt gì ở Lương Châu. Ý thiếu gia là. Phi Nô nghi ngờ viên bảo trấn là người của từ kính phủ tôn tường phúc chưa chắc không phải tiêu giác cười nói lương châu tri huyện đã sớm nên đổi thiếu gia dự tiệc thuộc hạ muốn theo trình công tử cần người bảo hộ nếu có kẻ mưu đồ hắn chưa nói hết chỉ là hòa yến lương châu vệ thân phận không rõ rất nguy hiểm chỉ hòa yến một người hơn nữa trình công tử tin hòa yến thiếu gia không có ở đây trình lý tố nghe hòa yến bị lừa hoặc bị hòa yến tính toán không được bù mất. Loan ảnh khi nào đến Lương Châu?" Tiêu Giác hỏi. "Loan ảnh còn ở lâu quận." Phi Nô đáp, nhìn Tiêu Giác, "Thiếu gia, không bằng cự thiếp mời." "Không được." Tiêu Giác cúi mắt, "Yến này không đi không được." Trình Lý tố về, thấy Tiêu Giác ngồi trước bàn đọc sách, sách là thoại bản hắn lén mua từ giáo đầu, giật mình, không nói liền lên. "Cứu, cứu." Tiêu Giác đảo sách, tay run, nhìn hắn, cau mày. "Kêu cái gì?" Ta, ta sai rồi. Trình Lý Tố nói. Sai ở đâu? Tiêu giác bình tĩnh nhìn hắn. Giống như không tức giận. Trình Lý Tố ngạc nhiên tiêu giác không mắng hắn không luyện chữ. Xem thoại bản, thấy tiêu giác tâm trạng không tệ, liền tiến lên. Ta không sai, ta thay đại ca nhận sai. Nghe nói đêm qua đại ca tìm ngươi đánh nhau. Không, so tài, cứu cứu, ngươi không tức giận. Nghĩ đêm qua người điên áp đảo đàn, tiêu giác mắt tối, ngữ khí lạnh lùng. Không có, không có tốt, cứu cứu vẫn rộng lượng. Trình Lý Tố vuốt mông ngựa. Tiêu giáp liếc hắn, từ ngực lấy thiếp mời ném. Xem đi, cái gì? Trình Lý Tố nhặt thiếp mời. Thiếp mời, ai đưa thiếp mời cứu cứu, còn có tên ta. Đi lương châu thành, tốt quá, suốt ngày ở vệ sở, ta chán. Giám sát ngựa sử viên bảo chấn. Cứu cứu, viên bảo chấn là ai? Không nhớ. Tiêu giáp cười nhắc. Ngươi và Tống Đại Tiểu Thư hôn nhân, do viên đại nhân cùng phụ thân ngươi đề nghị tống từ từng là viên đại nhân cấp trên tống gia trình lý tố buông thiếp mời rơi bên chân ngơ ngác nhìn tiêu giác không biết tống ra sao đến lương châu không phải tống gia tiêu giác nhạt nói là viên bảo trấn không đều giống trình lý tố lẩm bẩm bọn họ đến lương châu mời ta dự tiệc không phải muốn bắt ta về sóc kinh ta không muốn cưới nàng không muốn thành thân hắn tỉnh lại nắm tay áo tiêu giác cứu cứu ngươi không thể nhìn ta nhảy vào hố lửa cùng ta liên quan gì tiêu giác rút tay áo thờ ơ lật sách liên quan lớn trình lý tố vòng bàn cứu cứu ngươi biết ta không thích tống đại tiểu thư nếu cứ nàng ta tình nguyện chết ngày thành thân ta treo ngược cứu cứu sẽ không thấy chết không cứu tiêu giác dừng tay hờ hững nhìn hắn rút trường kiếm đặt lên bàn trình lý tố lắp bắp làm gì ngươi giờ có thể tự sát, nhìn ta có thấy chết không cứu. Trình Lý Tố nhìn đau, mặt đưa đám. Cứu cứu, ta không nghĩ về sóc kinh, ta quen lương châu vệ, không thể không có ngươi. Hắn ôm chân tiêu giác khóc. Tiêu giác đè chán, như không chịu nổi. Đứng lên. Trình Lý Tố không nhúc nhích. Nói lại, đứng lên. Trình Lý Tố ôm chân, nhìn hắn. Trừ phi ngươi hứa không giao ta cho tống ra. Ngươi không chán vệ sở, muốn đi lương châu thành. Giờ không nghĩ. Thanh niên nhàn nhạt. Đây là giám sát ngựa sử viên bảo chấn. Cứu cứu là phong vân tướng quân tiêu hoài cẩn. Viên bảo chấn gặp ngươi, biết ngươi ở Lương Châu, nói ngươi lãnh đạm với tống gia. Trình Lý Tố. Hắn sao gặp ta, ta chưa gặp hắn, cha mẹ ta giấu ta. Nếu gặp, hắn không đề cử ta cho tống đại nhân, ta với tống đại tiểu thư không xứng. Phải không? Tiêu giác ánh mắt động, nhìn thiếu niên bi phẫn. Đi là phải đi, hắn chưa thấy ngươi, không phải không có cách. Trình Lý Tố trừng mắt. Tìm người thay ngươi dự tiệc. Trình Lý Tố ngẩn người, sau hiểu, không khóc, đứng dậy vỗ tay. Diệu a, à, cứu cứu nói đúng, hắn chưa thấy ta, tìm ai thay không được. Ngươi có ai? Trình Lý Tố nhìn hắn. Ta, Lương Châu vệ, không ai cùng ngươi niên kỷ, dáng tương tự. Tiêu Giác nói, nếu kém quá xa, sẽ bị phát hiện. Toàn bộ Lương Châu vệ phần lớn là hán tử cao lớn, trẻ cũng cường tráng đen kịt. Trình Lý Tố là thiếu gia sóc kinh, da mịn thịt mềm, khác tân binh. Tìm không thấy, ngươi tự đi. Tiêu giáp nói. Ai nói tìm không thấy? Trình Lý Tố cấp bách, nghĩ ra. Đại ca, đại ca ta giống ta. Tiêu giáp nhíu mày. Hòa Yến, đúng, đại ca, đại ca cùng ta niên kỷ, dáng tương tự, lại thông minh, chắc chắn ứng phó viên bảo chấn. Viên bảo chấn bắt ta, không chắc bắt được đại ca. Trình Lý Tố mười phần tin Hỏa Yến, ngoài cữu cữu, Hỏa Yến không gì làm không được. Người khác làm không được, Hỏa Yến làm được. Tiêu Giác không nói, Trình Lý Tố lo lắng, nghĩ đêm qua Hỏa Yến tìm Tiêu Giác đánh nhau, giờ Tiêu Giác còn giận Hỏa Yến. Muốn thuyết phục Tiêu Giác, thấy Tiêu Giác gặp sách. Tốt. Trình Lý Tố ngạc nhiên. À. Tiêu Giác nhìn hắn. Ngươi thuyết phục đại ca, để hắn thay ngươi. Chiều, sau khi tập luyện, Hỏa Yến nghỉ ở diễn võ trường, Hoàng Hùng tìm đến. Trước hết chia bạc trầm hãn đưa, rồi hỏi thập bát tiên đi đâu. Ta nhớ ngươi lấy sau cùng. Hoàng Hùng hỏi. Ta tìm mấy vò rượu không, chia huynh đệ, ngươi thấy sao? Rất tốt, Hỏa Yến nói, có thể muốn chờ tranh cờ lần sau. Lời này là sao? Vương bá không kiên nhẫn, hiểu ra, nhìn Hỏa Yến. Ngươi, ngươi uống hết. Ánh mắt sáng rực, Hỏa Yến gật đầu, thực sự xin lỗi, ta không cẩn thận, uống hết. Hòa Yến. Vương bá cao giọng Ngươi quá đáng, đây là phần thưởng của chúng ta, ngươi uống hết, sơn tặc còn không bá đạo vậy. Hắn vén tay áo, nghĩ đánh Hòa Yến, lại nghĩ không đánh lại, không động thủ, rất xấu hổ. Giang dao và thạch đầu không quan tâm, không mê rượu, không nói gì. Hoàng Hùng không kích động như vương bá, nhưng cũng chỉ trích. Ngày thường, Hòa Yến cảm thấy xin lỗi, nhưng gần đây tin giữ làm nàng choáng thực sự bất lực ứng phó, ngồi im, không nói. Thấy nàng ủ rũ, mấy người nhìn nhau, nghĩ lần này chưa vào tiên phong doanh đà kích lớn, đêm qua mượn rượu giải sầu, hôm nay chán nản. Nhưng nghĩ lại, hắn dùng mấy trăm lạng bạc, không giải sầu, thù này lớn. Lúc mấy người không biết làm sao, có tiếng người phá vỡ trầm mặc. Hòa đại ca, hòa đại ca, ngươi ở đây. Trình lý tố thờ hồng hộc, chán mồ hôi, coi như chạy tới. Hỏa Yến cả ngày thấy hắn hai lần, nhìn hắn, nhớ đắc tội tiêu giác, chợt đau đầu. Nàng ngẩng đầu, yêu siêu hỏi. Ngươi sao tới, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Trình Lý Tố nhìn quanh, kéo Hỏa Yến. Nơi này không tiện, Hòa Đại ca, ngươi theo ta. Hắn là cháu tiêu giác, người khác không dám nói, dù còn chuyện thập bát tiên, cũng đành nhìn Trình Lý Tố kéo Hỏa Yến đi. Hỏa Yến bị kéo chạy, đến chỗ Trình Lý Tố, nàng không muốn vào, biết sát phách là tiêu giác nếu gặp rất xấu hổ trình lý tố thông minh thấy hỏa yến khó xử không động đậy liền nói yên tâm cựu cựu ra ngoài không ai hỏa yến nghe mới vào vừa vào trình lý tố nhìn quanh đóng cửa sổ như thương lượng giết người hỏa yến im lặng người tìm ta không phải nói chuyện cựu cựu hỏa yến nói trình đệ nhận quan tâm nhưng ta không muốn nghe về hắn nàng vừa nói xong Cảm giác vai bị nhấn, Trình Lý Tố xoay nàng, nắm tay nàng chặt, chống trước ngực. Hỏa Yến suýt vô ý đánh bay hắn. Nàng kiềm chế, dù nàng ở cùng nam tử nhiều, nhưng phần lớn là kề vai sát cánh, như vậy rất khó chịu. Nhưng thiếu niên trước mắt không cảm thấy động tác gây hiểu lầm, hai nam nhân như vậy, xác thực không tốt. "Đại ca, cầu ngươi cứu tiểu đệ." Trình Lý Tố sầu thảm. "Ngươi phát sinh chuyện gì?" Hỏa Yến hỏi. "Ngươi đáp ứng trước giúp tiểu đệ." nếu không đại ca không thấy tiểu đệ. Nghiêm trọng vậy, Hỏa Yến hỏi, xem thường, trình lý tố xưa yêu khoa trương, chuyện nhỏ nói kinh tâm động phách, nếu có vấn đề, cứu cứu là tiêu giác, sẽ giúp. Ngươi nói trước chuyện gì, ta mới giúp ngươi. Đại ca nhớ ta từng nói, ta đào hôn, nhà ta muốn ta đính hôn, ta không muốn, năn nỉ cứu cứu dẫn ta lương châu. Trình lý tố buồn. Giờ nhà ta không tha ta, họ chọn ra lão bạn đồng sự, giờ đến lương châu, đưa thiếp mời cứu cứu để cứu cứu cùng ta dự tiệc ông trời ta không có quan chức vô danh sao thiếp mời viết tên ta rõ ràng tính toán ta muốn bắt ta hắn nói như cướp dân nữ thiếu đánh trống kêu oan không sao hỏa yến nói ngươi không muốn đi cứu cứu bảo vệ ngươi họ còn bắt ngươi trước mặt cứu cứu trình lý tố không nói tiêu giác có thể nhìn ngươi bị bắt có khi còn cao hứng hắn ho đại ca ngươi biết mẹ ta phê bình cứu cứu nếu hắn giúp ta lại bất nghĩa mẹ ta hận hắn ta không muốn hắn phiền không nghĩ trình lý tố bảo vệ cứu cứu hòa yến cảm khái nhìn là cốt nhục tình thân không thay đổi ngươi muốn ta sao nàng hỏi giúp ngươi đổi đại nhân ẩu đả quan viên phạm pháp ngươi nghĩ đi đâu đại ca trình lý tố buông tay ta không thô bảo ta nghĩ đại nhân kia chưa gặp ta không biết ta lớn sao đại ca hai ta niên kỳ không sai biệt, tướng mạo phiêu giật anh Tuấn, dáng tương tự, người thay ta dự tiệc. Nếu đại nhân muốn bắt, người thân thủ, hoàn toàn đào tẩu. Họ không bắt được, không oán cứu cứu. Ta thay ngươi, Hỏa Yến nói, không nên, nàng quay người muốn đi, sinh ra mâu thuẫn, lại là thế thân, đời trước nàng làm thế thân, giờ khó khăn dùng tên mình, sao lại làm thế thân. Lão thiên này cố ý làm khó nàng. Đại ca. Trình Lý Tố gọi tê tâm liệt phế. Ngươi không thể thấy chết không cứu. Ngươi nghĩ, ngươi với cứu cứu dự tiệc, đi theo cứu cứu, làm tốt, cứu cứu đổi mới. Huống hồ ngươi vì hắn cháu, cứu cứu cảm kích, nói không chừng. Nói không chừng cho ngươi vào cửu kỳ doanh. Hỏa Yến. Chấm chấm chấm. Trình Lý Tố thật không muốn dự tiệc, lời gì đều nói. Tiêu giác không phải người bán nhân tình, nói không chính xác nàng theo tiêu giác, lại khơi tiêu giác nộ khí, không đúng, liền xuất cục. Thấy nàng không chịu, trình lý tố co quắp, chỉ đỉnh đầu, vừa mắng vừa gào. Trời ơi, sao ngươi đối với ta? Viên bảo chấn, ta đời trước có gì thâm cừu đại hận, ngươi muốn đẩy ta vào hố lửa. Hỏa yến muốn ra cửa, dừng bước, quay đầu, ngươi nói. Viên bảo chấn. Đúng. Trình lý tố nhìn nàng, vô ý thức đáp. Vị đại nhân hải ta đính hôn, là giám sát ngựa sử viên bảo chấn. Hỏa yến mi tâm nhảy, một lát sau, nàng đi nhanh tới chỉnh Lý Tố, duỗi tay. Đừng gào, không phải đi dự tiệc sao. Ta giúp ngươi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. mươi 88, Oan gia đồng hành. Đột nhiên được nhận lời, Trình Lý Tố không dám tin vào tai mình. Anh kiên nhẫn chờ Hòa Yến lặp lại nhiều lần, thề chỉ trời để xác nhận sự giúp đỡ. Khi tin rằng Hòa Yến thật sự muốn giúp mình, Trình Lý Tố mới dám tin. Anh rót một chén trà và cung kính dâng lên. Đại ca, ngươi thật đúng là cứu mạng đệ. Ngày sau nếu có việc gì cần đến ta, lên núi đao xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, đệ cũng không từ. Hỏa Yến vừa định mở miệng, Trình Lý Tố lại nhanh chóng nói tiếp. Ta biết, nguyện vọng của đại ca là vào cửu kỳ danh để lập công danh. Yên tâm, chờ việc này qua đi, ta nhất định sẽ thuyết phục cứu cứu mỗi ngày, dù có phải chép sách hàng ngày, ta cũng giúp đại ca hoàn thành nguyện vọng. Hỏa Yến ngăn Trình Lý Tố lại, nói: ta đồng ý thay ngươi đi dự tiệc nhưng ngươi còn phải thuyết phục được cứu cứu của ngươi tiêu giác dễ dàng đồng ý như vậy sao việc này nghe có vẻ khó tin ngươi yên tâm trình lý tố nói với sự vui mừng ta đã nói trước với cứu 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 đồng ý rồi ta mới dám đến tìm ngươi tiêu giác đồng ý hỏa yến ngạc nhiên có lẽ cảm thấy áy náy vì trước đó không cho ngươi vào cửu kỳ doanh nên cho ngươi cơ hội này trình lý tố chân thành nhìn hỏa yến thiên thời địa lợi nhân hòa đại ca ngươi thay ta đi dự tiệc đây là ý trời hỏa yến không để ý đến lời nói ngớ ngẩn của trình lý tố trong lòng chỉ kinh ngạc tiêu giác đồng ý dễ dàng như vậy không giống phong cách của hắn chẳng lẽ có bẫy thấy hỏa yến im lặng trình lý tố vội nói đại ca ngươi không đổi ý chứ không hỏa yến bất đắc dĩ nói ta chỉ đang nghĩ cách giả trang ngươi dù sao ta và ngươi không giống nhau ngươi yên tâm Viên bảo trấn chưa từng thấy ta, sẽ không bị lộ. Nhưng ta cần dặn dò một số việc, tránh bị phát hiện. Ta thích ăn gà béo khẩu bắc, ghét cháo gạo tẻ, không thích người theo dõi, ăn đậu phộng bị dị ứng. Ta ngày nào cũng tắm, y phục phải thay và dùng hương liệu. Nói đến đây, Hoa Yến chỉ thấy một cuộc sống xa hoa của con nhà giàu, không khỏi lắc đầu. Trình Lý Tô nói một hồi lâu, miệng khô lưỡi đắng mới dừng lại, nâng chén trà uống vội. Đại ca Ta mới nói ngươi nhớ hết chưa? Nhớ rồi, Hỏa Yến đáp, còn gì cần dặn dò thì nói luôn đi. Để ta nghĩ đã." Trình Lý Tố nhìn Hỏa Yến, Hỏa Yến trông khá phát triển trong đám tân binh, nhưng không cường tráng, có chút nhỏ gầy. Tuy nhiên, nếu mặc y phục công tử, lại khá phù hợp. Kém chút quên việc quan trọng." Trình Lý Tố vỗ đầu. Ngươi mặc như thế này không thể đi dự tiệc, dù sao ta cũng là thiếu gia hữu ti trực lang, không thể mặc keo kiệt như vậy." Ngươi chờ. Hắn chạy vào buồng, không lâu sau mang ra một bọc quần áo. Đây là y phục ta chọn, ngươi mặc thử. Chúng ta dáng người không chênh lệch, nên chắc mặc vừa. Dù là giả, ngươi cũng phải đẹp mắt chút. Ta ngoài dáng vẻ đẹp mắt ra không có ưu điểm khác, nếu điểm ấy cũng bị chôn vùi, chẳng phải là không còn gì sao. Hỏa Yến thở dài nhìn hắn, trình lý tố lại mang một hộp nhỏ, đưa cho Hỏa Yến. Đây là châm cài tóc, quạt, khuyên tai ngọc, cần đủ phụ kiện để diễn vai. Người thật chu đáo, Hỏa Yến nói. Trình Lý Tố gãi đầu cười. Quá khen. Hỏa Yến cất kỹ quần áo và hộp, hỏi. Người quả thật đã nói với cứu cứu, không gạt ta chứ? Không, sáng mai giờ thì mới đến, chúng ta sẽ xuất phát. Nhanh vậy, Hỏa Yến giật mình. Viên bảo chấn chưa tới Lương Châu, nhưng cứu cứu muốn đi sửa đàn vãn hương, nên đi sớm. Hỏa Yến nghĩ đến thanh đàn bị hỏng, im lặng, trình lý tố vỗ vai nàng. Hòa đại ca, lần này nhờ ngươi, cảm ơn. Hòa Yến mang bọc quần áo về phòng tân binh, vương bá và mọi người đang ăn nguyệt đoàn từ trình lý tố. Thấy Hòa Yến trở về, vương bá chua xót. Nha, lại được tặng quà, trình công tử lại đưa ngươi đồ ăn. Tiểu mạch nhìn bọc quần áo, nước miếng chảy ra. Lớn như vậy, là đồ ăn gì? Hòa Yến đặt bọc quần áo lên bàn, mọi người ngạc nhiên khi thấy đó là y phục trang sức hồng sơn hỏi a à, hòa trình công tử đưa quần áo làm gì chúng ta trong quân doanh không thể mặc thường phục ta mai theo tiêu đô đốc vào thành làm việc sở ta mặc keo kiệt trình công tử đưa ta y phục ngươi và tiêu đô đốc hoàng hùng hỏi sao ngươi không vui nếu không có chuyện đêm qua hòa yến đã rất vui dù sao ở bên tiêu giác cũng thám thính được nhiều tin tức nhưng sau đêm qua sở tiêu giác không thích nàng ai biết có gây phiền phức không Ta vui đến mức không biết diễn tả. Nàng đáp. Mọi người hỏi han nhiều, hỏa yến mới đuổi được hết. Đến tối, nàng vẫn nghĩ về việc này. Nàng giúp Trình Lý Tố đi dự tiệc không phải vì tình huynh đệ, mà vì nghe tên viên bảo chấn. Nàng từng gặp hắn khi còn là hòa như phi, hắn quen biết hòa như phi. Nay hắn tới Lương Châu, nếu tiếp cận được, có thể nghe ngóng tin tức hữu ích. Nàng cần lập công trong quân đội, nhưng Lương Châu xa kinh thành, tin tức không đến được viên bảo trấn đến lương châu đúng là cơ hội nhưng tiêu giáp đồng ý cách làm này thật khó hiểu hỏa yến không rõ tiêu giáp nghĩ gì nhưng binh đến tướng đỡ nàng chưa chắc đã sợ hỏa yến khác biệt với sự tiêu sái trong phòng lương châu vệ trầm hãn ngạc nhiên rồi lo lắng đô đốc sao ngài mang hỏa yến vào thành thân phận hắn chưa rõ nếu ra tay với ngài ta không bị hắn uy hiếp tiêu giáp nói nhưng mà tiêu giáp thổi tắt nến nói. Nếu hắn là người của từ kính phủ, lần này theo ta dự tiệc, có thể lộ chân tướng. Để hắn trong vệ sở, nếu có động tĩnh, các ngươi không chống đỡ được, thả giữ bên cạnh ta an toàn hơn. Hơn nữa, hắn cười nhạt. Hoa Yến tự xưng thân thủ bất phàm, lần này đúng là dịp để thử. Trầm hãn run lên, hiểu rằng tiêu giác muốn dùng hỏa Yến làm mồi nhử. Tiêu đô đốc vẫn là tiêu đô đốc, không hề nhớ tình xưa, cũng không biết Hòa Yến làm gì chọc giận tiêu giác. Nghĩ đến đây, Trầm Hãn cảm thấy đồng tình với Hỏa Yến. Tiêu Giác nói. Ngày mai ta đi, ngươi bảo vệ tốt trình lý tố, đừng để hắn chạy lung tung. Mọi việc sao cho ngươi? Gió. Sáng hôm sau, Tiểu Mạch dậy sớm, thấy giường bên cạnh trống. Hắn dụi mắt, thấy chân đệm Hỏa Yến xếp gọn, người đã đi. Tiểu Mạch ngạc nhiên, chẳng phải giờ thì mới xuất phát sao. Mọi người dậy, đều phát hiện Hỏa Yến không có. Hồng Sơn nói tiểu tử này đi rồi sao không nói một lời chắc sợ đánh thức chúng ta tiểu mạch đoán thạch đầu ngươi gặp hắn chưa hồng sơn hỏi chưa thạch đầu lắc đầu mọi người không hiểu nhưng vẫn phải chuẩn bị rửa mặt tiểu mạch nhanh chóng ra ngoài mua bánh nướng bỗng nghe tiếng gọi đại ca sơn ca sao vậy hồng sơn hỏi ra đây xem tiểu mạch hô lên giọng kích động hồng sơn nhìn thạch đầu thấy hắn cũng không biết gì, liền đi ra ngoài. Thấy Hỏa Yến đứng đó, cười hỏi. Sơn ca, ta thế nào? Hồng Sơn há miệng, không nói nên lời. Các tân binh khác thấy Hỏa Yến, đồng loạt tiến tới, khen ngợi. Đẹp quá, như thiếu gia nhà giàu, giống công tử trong cung. Y phục này chắc đắt lắm, Hỏa Yến, cho ta thử chút. Người mặc được sao, đừng phá y phục. Hỏa Yến để mọi người ngắm nghĩa, Hồng Sơn nói ngày thường không ai biết giờ mặc thế này khác hẳn hòa yến cười trước khi đi qua cho các ngươi xem mọi người khen đẹp ta an tâm không mất mặt lương châu vệ ta đi đây mọi người vẫy tay từ biệt bên kia trình lý tố cũng sớm ra cửa trầm hãn nói chuyện với tiêu giác lục nhĩ cúi đầu ăn cỏ trình lý tố chọn ngựa đẹp phù hợp với mình ngươi không đi chọn ngựa làm gì tiêu giác hỏi ta không đi nhưng đại ca thay ta không thể để người ta chê hữu ti trực lang quý phủ thiếu ra không đẹp ta chỉ có ưu điểm này đương nhiên phải dương cao tiêu giác cười nhạt đại ca ngươi tướng màu không giúp ngươi được cứu cứu ngươi nói vậy không đúng trình lý tố nghiêm túc đại ca ta sinh ra không kém tuy không bằng ngươi nhưng trong lương châu vệ cũng nổi bật trầm hãn im lặng thấy hòa yến đến hô lên hòa yến đến rồi tiêu giác và trình lý tố nhìn thấy đều ngạc nhiên sáng mùa thu không khí trong lành gió lạnh thổi qua mặt trời còn chưa mọc hẳn ánh sáng vàng chiếu lên thiếu niên nổi bật vẻ đẹp của nàng thiếu niên mặc áo đỏ sẫm thắt đai lưng bình thường trông nhỏ gầy nay mặc y phục trình lý tố trông phong lưu tóc dài buộc lên bước đi khoan thai không giống tân binh mồ hôi đẫm mà như thiếu niên học quán kinh thành mỗi nụ cười đều đầy ý thơ thiếu niên đến trước mặt mọi người, mở quạt xếp, cười tươi. Xin lỗi, ta đến muộn. Trình Lý Tố tròn mắt nhìn, sau một lúc mới lấy lại tinh thần, vui mừng. Đại ca, không ngờ ngươi là Mỹ Nam Tử, Lương Châu vệ thật mai một ngươi phong thái. Ta nhìn, ngươi sắp theo kịp ta. Hỏa Yến đắc ý, nhưng khiêm tốn. Đâu có đâu có, quá khen. Sáng sớm, nàng ra bờ sông, thay y phục Trình Lý Tố, chọn bộ màu không quá trói cài châm mộc mạc. Nàng ngắm mình trong nước, rồi cho Hồng Sơn xem, thấy ai cũng khen đẹp, mới yên tâm. Nàng từng mặc nam trang, phải đeo mặt nạ, nay thoải mái mặc công tử y phục, cảm thấy lạ lẫm. Trầm hãn nhìn Hòa Yến, thầm nghĩ, hắn từng thắc mắc sao tiêu giác chọn Hòa Yến, dù có giao tình. Nhưng thấy nàng thế này, mới hiểu, nam tử đẹp như vậy, không phổ biến, dù thân thủ xuất chúng, tính nết tốt, nếu không có thân phận khiến người nghi ngờ, Đứng cạnh tiêu giác cũng không lạ. Trình lý tố còn nói lại nhải, hỏa yến nhìn tiêu giác. Hắn đứng yên, mắt bình tĩnh, không thấy thưởng thức, đi tới bên cạnh nàng. Đô đốc, nàng cười nhẹ, giống kẻ đùa giỡn phụ nữ, người thấy ta thế nào? Tiêu giác nhìn nàng, khẽ nói bên tai. Người, vẫn thấp hơn trình lý tố. Hỏa yến, chấm chấm chấm. Nàng lùi hai bước, không tin, người bình thường không khen sao tiêu giác còn chê tiêu giác đi trước hỏa yến cởi đai lưng trình lý tố tới giúp quên nói đai lưng ta khác người nếu vậy buộc hỏa yến nhìn bóng tiêu giác nghiến răng tiêu giác không phải vì ân hận mới cho nàng thế thân mà vì nhục nhã nàng lương châu vệ vào thành mất ba canh giờ sáng đi chiều đến hỏa yến cùng tiêu giác phi nô nàng cưỡi ngựa không có xe ngựa không ăn cơm trưa chiều mới tới thành lần trước hỏa yến đến lương châu mới từ sóc kinh đến không dừng trong thành nay nàng mặc y phục công tử thấy chợ búa náo nhiệt khác sóc kinh lương châu có phong tình đặc biệt nơi này không phồn hoa như kinh thành nhưng rất náo nhiệt người qua lại đông đúc nàng vừa đi vừa ngắm cảm thấy nhìn không đủ tiêu giác không đến thành để du ngoạn mấy người tới tiểu đếm xa hoa ba tầng tiêu giác xuống ngựa tiểu nhị dắt ngựa vào đại đường kiếp trước và kiếp này dù hòa yến là hòa gia đại thiếu gia nhưng chưa ở qua khách sạn quý tiêu giác nghỉ chân nơi xa hoa hòa yến nghĩ vậy nghe tiêu giác nói hai phòng khách hai gian hòa yến ngạc nhiên ta và phi nô một gian khó khăn ra khỏi binh doanh không thể để nàng một gian sao trình lý tố còn căn dặn nàng tắm rửa hàng ngày làm sao tắm với phi nô bằng không tiêu giác nhìn chằm chằm nàng hỏi lại ngươi muốn cùng ta một gian không, vậy ta ở với Phi Nô. Hỏa Yến nói, tiêu nhị công tử băng thanh ngọc khiết, không thể cùng nàng thô lậu ở chung. Hỏa Yến thầm nghĩ, tiêu nhị công tử nên ở cùng Bồ Tát, được người cung phụng. Tiêu giác không để ý nàng. Trưởng quỹ nhận bạc, làm phòng. Ba người chưa ăn cơm chưa, tiểu điếm có thể dùng cơm, liền định ăn ở đây. Trưởng quỹ ân cần giới thiệu món ăn. Đậu xanh cờ mì, ngũ vị trương tinh bột mì, tê cay dạ dày, hạt vừng quyển, bát bảo vịt hoang, gà tia dưa leo, ngũ vị hương tử bồ câu. Mấy vị muốn gì? Không đợi tiêu giác, hòa yến lớn tiếng. Trưởng quỹ, có nấm khẩu bắc gà béo không? Có, có. Trưởng quỹ bận rộn trả lời. Tiêu giác nhìn nàng, hòa yến nháy mắt. Ngươi biết, ta thích nhất nấm khẩu bắc gà béo. Phi Chấm chấm chấm. Diễn trò phải làm tròn vai, lời này trình lý tố giản. Nàng vào lương châu, không phải hỏa yến, mà là trình lý tố, cháu ngoại tiêu nhị công tử. Cháu ngoại muốn ăn món yêu thích, có gì sai? Không sai chút nào. Tiêu giác thu ánh mắt, nói. Cho hắn nấm khẩu bắc gà béo. Hỏa Yến hơi động lòng, nghĩ nếu gặp người quen ở đây. Trước mặt ngoại nhân, tiêu giác không thể phủ nhận. Lần này nàng lớn gan, ăn nhiều ngày bánh nướng, nay có cơ hội, tiêu giác không thiếu bạc, phải tranh thủ. Cứu cứu, Hỏa Yến cười ngọt ta còn muốn tê cay dạ dày, hạt vừng quyển, bát bảo vịt hoang, gà tia dưa leo, ngũ vị trương tinh bột mì, ngũ hạng bổ câu. Đậu xanh cờ mì, ta muốn tất cả. Phi Nô muốn nói gì lại nhịn, lâu rồi chưa thấy người không sợ chết thế này. Trưởng quỹ ngạc nhiên, vui mừng như gặp thần tài, nói với tiêu giác. Vị tiểu công tử này thật có mắt, cực kỳ tin tưởng món ăn của tiểu điếm. Xin lỗi. Tiêu giác cười nhạt, giọng mang theo trào phúng cháu ngoại không thấy qua việc đời để người ta chê cười hỏa yến chấm 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 mỗi món một phần tiêu nhị công tử hào phóng trưởng quỹ vui mừng phân phó phòng bếp hỏa yến định trêu hắn nghĩ ăn được mấy món cũng không tệ không ngờ tiêu giác thật mỗi món một phần chẳng lẽ trình lý tố được sủng ái thế nàng đố kỵ nàng cẩn thận hỏi đô đốc ngươi sao tốt như vậy làm sao tiêu giáp nhạt nói làm cứu cứu không thể để cháu ngoại đói. Câu cứu cứu, thật ý vị thâm trường. Hỏa Yến nghĩ, nàng và tiêu giác cùng thế hệ, từng là đồng môn, sau là tướng lĩnh, nổi danh. Nay thành tiểu binh, gọi hắn đô đốc, giờ thành cháu ngoại, thấp hơn một bậc. Tiêu giác chiếm tiện nghi lớn. Nàng im lặng, không định gọi tiêu giác nữa. Ai biết trêu hắn lại thiệt thế, thật sai lầm. Trưởng quỹ món ăn không nói, làm đồ ăn rất nhanh, không lâu sau, bàn đầy đồ ăn xa hoa lãng phí, người xung quanh nhìn. Hỏa Yến xấu hổ, nói. Đồ đốc, ngài phá phí. Người muốn ăn, đương nhiên phải ăn. Tiêu giác chậm rãi nói. Nhưng ta từng dạy, giàn tiết tắc xương, dâm giật tắc vong. Không nên lãng phí. Hỏa Yến cảm thấy không ổn, định nói, nghe hắn nói. Thừa một hột cơm, người ngày mai đừng ăn. Hỏa Yến, giản tiết tắc xương, chiên chia dơ trăng, sống tiết kiệm, đơn giản thì sẽ thịnh vượng. Dâm dật tác vong nhìn y giờ hoang, sống xa hoa, phóng túng thì sẽ diệt vong. Nghĩa chung của câu này là, sống giản dị, tiết kiệm sẽ dẫn đến sự thịnh vượng, trong khi sống xa hoa, phóng túng sẽ dẫn đến sự diệt vong. chương 89, Cửu Phong Trần Sau khi ăn cơm xong, Hòa Yến vịn lan can lên lầu. Thức ăn tự nhiên rất ngon, nhưng muốn ăn một hạt cơm đều không nổi, dù là món ngon cũng khó mà nuốt xuống. Khó khăn lắm mới ăn xong, ngày mai có thể ăn cơm quyền lực, còn muốn bị tiêu nhị công tử liếc một cái, nhẹ nhàng chế giễu một câu. Quả nhiên hơn người chi lượng. Nếu không phải chính hắn nói không thể lãng phí, nàng có thể dưới ánh mắt của nhiều người làm cái này thùng cơm sao? Các thực khách khác nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện cảm, hỏa yến cảm thấy xấu hổ. Nàng ăn đến no căng bụng, không muốn nói nhiều với tiêu giác, nên phối hợp theo tiểu nhị lên lầu. Phi nô không theo kịp, nàng cũng chẳng buồn quan tâm, vừa vào phòng đã nằm ngay trên giường thật là no đến không thể cử động cảm giác dưới thân mềm mại và thoải mái hỏa yến không tìm được mà lăn một vòng trên giường đúng là có tiền thật là tốt đi đâu cũng được hưởng thụ phòng của tiêu giác ngay bên cạnh nàng áp tai vào tường muốn nghe xem tiêu giác đang làm gì nhưng không biết là do tường quá dày hay sao căn bản không nghe được gì nghe mãi không được gì hỏa yến liền ngủ quên hôm nay đi đường suốt nửa ngày trở về lại ăn no giường chiếu còn thoải mái như thế người không nghĩ ngủ cũng khó giấc ngủ này kéo dài đến khi hỏa yến tỉnh dậy mặt trời đã hoàn toàn lặn ánh trăng lên cao nàng mở cửa sổ dưới lầu đã thắp đèn lồng cách đó không xa trong từ lâu còn có tiếng ca của ca sĩ nữ vang lên hỏa yến dụi mắt uống chén nước đứng dậy mở cửa đi đến trước phòng của tiêu giác và gõ cửa một lát sau trong phòng có tiếng nói vào đi hỏa yến bước vào trong phòng đã thắp đèn, Phi Nô đứng giữ cửa, tiêu giác ngồi trước bàn, tay cầm quyển sách đọc. Người này không biết mệt sao, trước ở hiền sương quán không thấy hắn cố gắng thế này, giờ lại chăm chỉ lên. Trong lòng hỏa yến sinh ra cảm giác hồ thẹn, nhìn xem, đây mới gọi là học không ngừng. Nàng dướn cổ muốn nhìn tiêu giác đang đọc sách gì, nhưng hắn liền gặp sách lại, không để nàng thấy gì. Hắn ngước mắt, ánh mắt lạnh lùng, chuyện gì? Hỏa yến hỏi, đô đốc, buổi tối ngài làm gì hắn đáp không làm gì cả ngài không rời khỏi nhà sao hắn hỏi ngươi muốn nói gì ta muốn nói hỏi yến cười nếu ngài không có việc gì ta muốn ra ngoài dạo một vòng đây là lần đầu tiên ta đến lương châu thành muốn nhìn xem có gì thú vị nếu thấy món nào phù hợp mua chút mang về làm quà cho vị hôn thê của ta tiêu giác dường như không có hứng thú với chuyện của nàng lạnh nhạt nói tùy ngươi hỏa yến vui mừng nói thật là tuyệt vời đô đốc ta đi trước nàng gần như nhảy cẫng xuống lầu đợi nàng đi rồi tiêu giác nói phi nô thị vệ hiểu ngay nói thiếu ra ta sẽ đi theo hắn đừng đi quá gần hắn nói cẩn thận bị phát hiện thuộc hạ hiểu hỏa yến hứng khởi ra cửa viên bảo trấn còn chưa tới lương châu mấy ngày tới bọn họ sẽ ở tại tiểu điếm sớm đến thành phố cũng không báo cho tri huyện ngoài việc chơi đàn tiêu giác còn phải xử lý việc khác nhưng hỏa yến không có ý định đi theo ít nhất là bây giờ tiêu giác không hề tin tưởng nàng chút nào làm gì mà nhiệt tình lại bị hờ hững nàng cũng không muốn giống như tiêu giác ngồi đọc sách trong khách sạn việc đó sẽ làm nàng nhớ đến những kỷ niệm đáng sợ khi học ở hiền xương quán đêm tối vừa đẹp nhân dịp này đi dạo quanh một chút mặc dù viên bảo trấn còn chưa tới lương châu nhưng muốn biết tin tức của hòa gia không chỉ có một cách này chỉ cần đến những quán rượu hay trà lâu, nói một câu. Ta biết gần đây Phi Hồng tướng quân, là có thể nghe vô số câu chuyện, không phải nàng tự kiêu, nhưng mấy năm qua, rất nhiều nơi người kể chuyện ngày ngày đều nói về Phi Hồng tướng quân. Đương nhiên, cũng nên nhân tiện kể thêm về Phong Vân tướng quân. Thành Lương Châu về đêm, trên đường không đông đúc như Sóc Kinh, nhưng cũng không hẳn là quạnh quẽ. Ven đường có tiểu thương bán thổ sản, Hỏa Yến vừa đi vừa nhìn trên người nàng cũng chỉ có được một đồng bạc lúc chơi cờ. Tiêu giác dù là gọi nàng là cứu cữu, nhưng không muốn cho nàng tiền tiêu, may mắn là hỏa yến đã ăn no, không muốn xài tiền, chỉ nhìn mà không mua. Cách nàng mấy chục bước, Phi Nô đang theo sát, tiêu giác nghi ngờ thân phận của hỏa yến có gì bất thường, lần này mang nàng đến Lương Châu, cũng phải luôn theo dõi, xem liệu nàng có liên lạc với người của từ kính phủ trong bóng tối không. Phi Nô tận tụy, nhưng không khỏi có chút buồn bực, Thiếu niên này vừa đi vừa nhìn, không giống đi dạo phố, mới là thật. miệng thì nói muốn mua đồ chơi cho vị hôn thê, thấy nhiều nhưng không mua cái nào. hoặc là hắn keo kiệt, ngay cả một hộp son phấn cũng không nỡ mua, hoặc là hắn đang nói dối, chỉ là che giấu. hỏa yến rẽ vào một con đường, đi vào một ngõ nhỏ, phi nô nhớ lời tiêu giác, không dám theo quá gần, chờ đến khi hỏa yến đi đến cuối ngõ mới quẹo vào, liền sừng sốt, ngõ nhỏ trống rỗng chỉ có mấy ngọn đèn lồng lay động trong gió đâu còn bóng người phi nô thầm nghĩ hỏng bét bước nhanh về phía trước đến cuối ngõ thấy một đại lộ đông đúc không thấy bóng dáng thiếu niên kia đâu bị phát hiện hắn nắm chặt tay không chỉ vậy còn để mất dấu người hỏa yến vung tay áo bước thẳng về phía trước thành lương châu thoạt nhìn không được yên ổn đạo tặc không ít nàng mới đến chưa quen thuộc đường xá đã bị người theo dõi nghĩ lại nàng không gây thủ oán với ai, chắc là muốn thừa dịp để cướp của. Nhưng bây giờ nàng vẫn đang trong thân phận trình lý tố, tiêu giác còn ở tiểu điếm, không cần gây rắc rối. Vì vậy nàng không động thủ, thậm chí không đối mặt với đối phương, chỉ lặng lẽ bỏ rơi kẻ theo dõi. Không còn kẻ theo dõi, nàng đi dạo một cách tự nhiên hơn. Nhưng tìm kiếm thế này không phải cách, Hòa Yến tiện tay cản một người qua đường, cười hỏi, vị huynh đài này, có biết tử quán lớn nhất trong thành ở đâu không? người kia quan sát nàng một lúc thấy hỏa yến mặc đồ phú quý bộ dáng bất phàm đoán là thiếu gia nhà giàu ngữ khí liền thân thiện nói Tử quán lớn nhất thuộc về vạn hoa các cảm ơn hỏa yến lại hỏi xin hỏi vạn hoa các đi đường nào không xa ngươi theo đường này đi thẳng đến cuối đường thấy cửa hàng gạo rẽ trái đi không xa sẽ thấy thực sự cảm ơn huynh đài hỏa yến lại chắp tay cảm ơn sau đó vui vẻ đi tiếp đúng như người kia nói, đi không bao lâu, từ cửa hàng gạo rẽ trái, đi thẳng về phía trước, liền nghe thấy tiếng tỷ bà. Xung quanh còn có không ít công tử lão gia ăn mặc phú quý đi đến, chắc chắn đó là vạn hoa các. Hỏa Yến cũng theo người đi vào. Chưa đến cửa, nàng đã ngửi thấy hương thơm thoảng qua, Hỏa Yến dừng bước, cảm thấy kỳ lạ, lúc này, một làn gió thơm màu đỏ bay tới trước mắt, đôi tay trắng như tuyết đặt lên vai nàng, một nữ tử yêu kiều cười và nói công tử thật lạ mặt là lần đầu tiên đến vạn hoa các sao hỏa yến nàng hỏi thăm không phải là tử quán lớn nhất sao có ai nói cho nàng biết tại sao người kia nói đến vạn hoa các lại là nhà thanh lâu hỏa yến nói ta không đến đây nàng định gỡ tay cô nương này ra nhưng cô nương không những không giận còn ôm chặt hơn cánh tay hỏa yến chạm vào một vùng mềm mại lập tức mặt nàng đỏ lên mặc dù cùng là nữ tử nhưng cũng thật quá thân mật cô nương mặc y phục đỏ ôm hỏa yến đi vào vừa đi vừa nói không đến đây cũng có thể vào xem mà vạn hoa các của chúng ta rất thú vị đối phương là nữ tử không thể dùng cách ứng phó với vương cửu quý để ứng phó nàng hỏa yến bất đắc dĩ nói cô nương ta không có bạc ta rất nghèo nữ tử quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân rồi cười khúc khích công tử thật biết đùa không cần bạc đâu nếu thật là keo kiệt cũng không sao vân yên hôm nay mời công tử uống rượu không thu bạc được chứ trên người nàng tỏa hương nặng hôn đến hỏa yến choáng váng không kịp phản ứng đã bị nữ tử tên vân yên kéo vào vạn hoa khác vừa vào liền cảm giác ấm áp và hương thơm tràn vào mặt trên đài có nữ tử trẻ tuổi mặc quần áo mỏng manh đang đánh đàn ca hát một đám công tử văn nhân ngồi dưới đài khen ngợi trao đổi câu đối ngợp trong vàng son khắp nơi đều là người hỏa yến đã lâu không gặp qua cảnh tượng như vậy nhất thời dừng bước không biết đi hướng nào Vân Yên thấy vậy, che miệng cười khẽ, kéo tay hỏa Yến, công tử, chúng ta lên lầu, ở đây đông người quá, công tử đẹp như thế, ta sợ có người đến đoạt. Nói rồi, còn sờ soạng mặt Hỏa Yến, Hỏa Yến chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, như con thỏ vào hang sói, toàn thân không được tự nhiên. Vân Yên nhiệt tình như lửa, không quan tâm đến sắc mặt của Hỏa Yến, kéo nàng lên lầu. Vạn hoa các có nhiều tầng lầu, tầng một có sân khấu lớn, các cô nương ở đây đàn tấu ca múa lên trên là các phòng nhã thất, cần nhiều bạc hơn, dùng để chiêu đãi quý khách. Lên nữa là chỗ ở của các cô nương, Vân Yên trong vạn hoa các dung mạo không xuất sắc, khách ân cần với nàng cũng không nhiều. Hôm nay khó khăn lắm mới bắt được Hỏa Yến, một thiếu gia có tiền, làm sao nàng có thể dễ dàng buông tha. Nhìn Hỏa Yến, mi thanh mục tú, nếu bị cô nương khác thấy, chắc chắn sẽ muốn cướp người. Có nhiều hơn là bị thiếu, nên nàng ra tay trước, kéo Hỏa Yến vào phòng mình. Nàng cứ lôi kéo Hỏa Yến không buông tay, Hỏa Yến suy nghĩ làm sao để thoát thân tự nhiên, khi lên lầu không gặp lại ai ôm ân khách. Trên này không có ai sao? Hỏa Yến hỏi, Vân Yên cười nói, không phải ai cũng vào được khuê phòng cô nương, công tử, ngươi đừng có được tiện nghi còn ra vẻ. Cô nương nơi này mạnh mẽ gan lớn, Hỏa Yến không biết làm sao đối phó. Khi đi ngang qua một gian phòng, đột nhiên, cửa mở ra, một người tóc rối bù lao ra vừa đến cửa đã bị nắm tóc kéo trở lại hỏa yến chưa kịp nhìn kỹ cửa ầm một tiếng đóng lại suýt đụng vào mũi nàng cây quạt của nàng cũng bị đụng bay mọi việc xảy ra quá nhanh hỏa yến cũng sững sờ một lúc vân yên vội vàng tiến lên hỏi công tử không sao chứ vừa rồi có làm ngươi bị thương không hỏa yến lắc đầu xoay người nhặt quạt nhìn về phía cửa phòng đóng chặt nàng có thính lực siêu phàm nghe được bên trong có tiếng túc thít của nữ tử sau đó là tiếng mắng chửi của một bà mụ nơi này hỏa yến đưa tay muốn đẩy cửa công tử không thể vân yên ngăn lại hành động của nàng ngươi làm gì vậy ánh mắt nàng mang một tia phòng bị tâm trí hỏa yến thoáng động ngước mắt lên ánh mắt đầy tò mò trong này là ai vừa rồi đang làm gì là lần đầu tiên đến thanh lâu chẳng biết gì vân yên trong lòng thoáng khinh miệt nhưng mặt vẫn cười kéo tay hỏa yến là cô nương mới đến không hiểu quy củ đụng phải khách nhân bà mụ đang dạy dỗ nàng trong lâu các ngươi còn có cô nương không hiểu quy củ hỏa yến nói khẽ ta tưởng rằng các cô nương đều am hiểu lòng người nghe vậy vân yên vui vẻ trách yêu công tử thực sự biết nói ngọt chúng ta từ nhỏ sinh ra ở thanh lâu không hiểu quy củ thì không có cơm ăn tự nhiên không dám va chạm khách nhân nhưng có người lại khác sinh ra chưa từng chịu khổ chợt gặp biến cố tưởng mình còn là tiểu thư trước đây kiêu căng tùy hứng luôn không thiếu đau khổ ăn đòn nhiều lần sẽ hiểu ra hỏa yến nhún mày hóa ra là nhà thanh bạch nha công tử vân yên ra vẻ tức giận đôi bàn tay trắng nhẹ nhàng đấm lên ngực hỏa yến nói nói như vậy là xem thường cô nương thanh lâu sao hỏa yến cười nhẹ sao có thể so với móng vuốt mèo hoang đương nhiên là cô nương nhu thuận làm người ta thương hơn nàng vốn thanh tú mặc hoa phục trình lý tố thoạt nhìn giống như thiếu niên nhanh nhẹn nếu thêm chút phong lưu phóng khoáng có thể mê đảo một mảng lớn phương hoa nữ tử quả nhiên vân yên cũng bị nụ cười của nàng làm cho hoàng thần lời nói cũng thêm chút dịu dàng dù nói vậy nhưng có người lại thích loại có tính nết mèo hoang đừng nhìn người trong phòng không hiểu quy củ bây giờ thiếu gia chi huyện lương châu lại điểm danh muốn nàng không biết nơi nào có số phận như vậy nói đến đây cũng có chút đố kỵ thiếu gia chi huyện quý phủ hỏa yến suy nghĩ trong lòng không để lộ nửa phần sơ hở, chỉ kinh ngạc nhìn nàng, người trong phòng này như vậy màu sắc động người, liền thiếu gia chi huyện cũng mộ danh mà đến. Mộ danh mà đến cái gì? Vân Yên xem thường, cô nương này vừa đến lâu, mụ mụ muốn nàng tiếp khách, tiếp chính là tôn công tử, ai ngờ nàng rất lợi hại, không chỉ không hầu hạ tôn công tử, còn dùng cây châm đâm bị thương cánh tay tôn công tử. Tôn công tử là con trai duy nhất của tôn chi huyện, làm sao có thể bỏ qua? mụ mụ phải dạy dỗ cô nương này mấy ngày, đợi thuận theo rồi mới đưa đi. Vân Yên bước lên trước, nói cô nương này nhất định có cốt khí, đã ba ngày rồi, người thấy vừa rồi vẫn vậy, vạn hoa các lâu lắm mới thấy cô nương cương liệt như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Hỏa Yến đong đưa cây quạt, lo lắng nói, dạy dỗ không tốt, các ngươi làm sao giao cho tôn thiếu ra. Công tử đùa rồi, vạn hoa các không có cô nương nào không dạy dỗ được. Dù có cương liệt, cho uống chút thuốc mê, tự nhiên không làm gì được. Ta thấy cô nương này tự mình chuốc khổ, nếu ngoan ngoãn nghe lời, hầu hạ tôn thiếu gia, không chừng còn có thể làm thiếp thất. Bây giờ thế này, dù cho tôn thiếu gia lên giường, sợ cũng khó làm tôn thiếu gia vui, không biết sẽ có kết cục thê thảm thế nào. Nàng vừa nói, sau đố kỵ lại có chút đồng tình. Không chừng mấy ngày nay nàng đã nghĩ thông suốt, hỏa yến an ủi, cũng không cần lo lắng quá. Vân yên lắc đầu, chỉ sợ không có thời gian, không lâu nữa, người của tôn công tử sẽ đến đón. Vừa rồi có người nói vậy, hỏa yến im lặng, vân yên tựa hồ cũng nhận ra mình nói quá nhiều, lại lộ ra nụ cười huyền mị ban đầu, kéo hỏa yến đến một phòng cuối, đẩy nàng vào, nhìn này, ta làm sao sạch sẽ nói chuyện người khác. Công tử, không bằng tới nói chuyện chúng ta thôi. Đây là một gian khuê phòng của nữ tử, không lớn lắm, trên bàn trang điểm bày biện chút son phấn, rèm hồng phù dung, chợt cảm thấy đêm xuân ngắn ngủi. Nàng lại đưa đôi tay ôm cổ Hỏa Yến, Hỏa Yến tê cả ra đầu, trên mặt vẫn cố làm phong thái công tử phong lưu, cười nói, giai nhân trong ngực, tự nhiên là tốt, chỉ là cô nương không cảm thấy thiếu đi chút gì sao. Vân Yên hỏi, thiếu gì? Đương nhiên là rượu ngon, ta cùng cô nương mới quen đã thân, tình cảnh này, cùng đối ẩm một chén. Nàng nhớ lại cảnh hòa nguyên lượng và các di nương chơi đùa trong phủ, chạm nhẹ vào mũi Vân Yên, Ngươi không phải muốn mời ta uống rượu sao? Chẳng lẽ lừa ta? Thiếu niên tuấn tú phong lưu tán tình mình, dù là nữ tử hoan chàng cũng không tìm được tâm hồn sao động, Vân Yên rậm chân, nói, sao lại vậy? Ngươi chờ, ta đi lấy ngay rượu, tối nay, cùng công tử không say không nghỉ, nàng liếc mắt đưa tình, lắc mông ra cửa, hỏa yến chờ nàng đi, đặt mông ngồi xuống ghế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Học nam tử ở thanh lâu, dù là trước đây hay hiện tại, đều là việc nàng cực kỳ không am hiểu, thật là muốn mệnh. Còn đáng sợ hơn thời gian học ở hiền xương quán. Nàng lại phất ống tay áo, từ trong tay áo, tích lưu lưu lăn ra một viên giấy nhỏ. Khi vừa đi ngang qua gian phòng kia, bên trong có người đột nhiên lao ra, lại bị bắt trở lại, trong thời gian ngắn, một viên giấy bị ném ra. Nàng sợ Vân Yên phát hiện, thuận thế ném cây quạt xuống che viên giấy. Xoay người nhặt cây quạt, lại nhặt viên giấy lên suốt đường sợ bị Vân Yên phát hiện, giờ mới dám lấy ra. Viên giấy bị vò nhăn nhúm, Hỏa Yến mở ra nhìn, trên đó viết hai chữ. Cứu ta, chữ viết bằng mực lông mày, hơi mờ, người viết chắc rất khẩn trương, dù vậy, vẫn nhìn ra được nét chữ châm hoa rất đẹp. Trong phòng kia, giam giữ một cô nương, dù Vân Yên nói hay ho, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bốn chữ, ép người làm gái điếm. Nàng theo tiêu giác, vốn không nên quản việc này, tránh rức phiền phức, nhưng biết việc này rồi trong lòng liền có uất khí khó mà khoanh tay đứng nhìn hỏa yến cất viên giấy kỹ lưỡng đứng lên đẩy cửa rời đi khi vân yên mang rượu trở về trong phòng sớm đã không còn ai nàng sững sờ một lát giậm chân mắng lừa đảo đêm dần về khuya trong vạn hoa các tiếng ca càng ngày càng mập mờ nam nữ ôm ấp nhau thân mật đàm tiếu rất khó nói rõ là gặp dịp thì chơi hay là giao phó chân tình mặt trăng nơi đây không trong trẻo như ở vệ sở, có lẽ vì không có núi sông gần, thiếu đi vài phần khoáng đạt, nhiều thêm vài phần mê ly. Đối diện vạn hoa các, trong quán trà, thiếu niên mặc áo gấm đang ngồi uống trà. Không nỡ dùng đồng bạc kia, Hòa Yến tự y phục trình lý tố móc một hạt nút thắt. Nút thắt còn khảm kim, Hòa Yến dùng nút này mua chén trà, loại rẻ nhất. Chủ quán trà chắc chưa từng thấy ai mặc áo gấm hoa phục, nhưng lại dùng nút thắt trà tiền, nhìn nàng với ánh mắt khó nói, chỉ nói. Tiểu ca, ngài giữ nút thắt này đi, ly trà này mời ngài, không cần bạc. Hòa Yến, đa tạ, nàng lại thản nhiên giữ nút thắt lại, suy nghĩ chờ thêm trận nữa may lại cho Trình Lý Tố. Vì sao là qua trận, bởi vì mấy ngày tới nàng còn muốn đi trên đường phố, nếu lại muốn uống trà, có thể kéo lần thứ hai. Nếu Trình Lý Tố biết Hòa Yến có suy nghĩ này, chắc sẽ rất hối hận đã đưa y phục cho nàng. Đêm càng khuya, vạn hoa các càng náo nhiệt, khách trong lầu càng nhiều, ít ai rời đi. Ôn hư Nguyễn Ngọc trong ngực, tự nhiên lưu luyến không về. Lúc này, có người từ vạn hoa các đi ra, nhìn thấy rất rõ. Một chiếc xe ngựa đứng trước vạn hoa các, hai bà mập vịn một nữ tử đi ra, nữ tử kia nửa người dựa vào một bà mụ, giống như uống say. Hỏa Yến nhìn kỹ, nói là hai bà mụ vịn nàng đi, chẳng bằng nói là kéo nàng đi. Đây chắc là cô nương cương liệt mà Vân Yên nói, bị tôn thiếu ra để mắt tới cô nương cương liệt bị đưa lên xe ngựa xe ngựa chở nàng đi trừ mã sa phu còn có hai thị vệ đi theo rất giống áp tiêu tiêu sư hỏa yến trong lòng thầm nghĩ thật đúng là công nhiên xem người như hàng hóa nàng đặt chén trà xuống lặng lẽ theo đuôi trong thành lương châu đèn lồng không nhiều bóng đêm càng thêm thâm trầm nhiều lần hỏa yến cảm thấy xe ngựa như muốn hòa vào màn đêm hai hộ vệ ngồi trên xe ngựa nói chuyện hôm nay nàng thuận theo không ít không kêu lên tiếng nào. Vào vạn hoa các, còn gì ngon để ăn, nha đầu này không biết thời thế, nếu nghe lời sớm, tội gì chịu tra tấn thế này. Nàng nói mình là tiểu thư đại hộ gia đình sao, nghĩ quẩn cũng là chuyện thường, nhưng dạng này vừa vặn, thiếu gia không thích nàng, tối nay về sau, có lẽ sẽ tiện nghi người ta. Hai người liếc nhau, cười hạ lưu vô cùng. Đang nói, đột nhiên xe ngựa giật mạnh, suýt làm hai người ngã xuống, một người mắng. Uy chuyện gì xảy ra? Rồi ngẩng đầu lên, thấy dưới mái hiên thấp bé, giờ đang ngồi một người. Hắn mặc cẩm y, buộc tóc, nửa mặt bị khăn che, chỉ lộ đôi mắt, lờ mờ như đang cười, dưới bóng đêm không rõ ràng. Trong tay hắn đang ném vài viên đá, xe ngựa dừng lại vì một viên đá phá vỡ bánh xe, không đi được nữa. Ngươi là ai? Hộ vệ xuống xe ngựa, lạnh lùng quát. Ngươi có vấn đề về đầu óc không? Người kia nói, giọng thấp, hàm hồ, nhưng không che giấu được lời lẽ phách lối hắn chỉ vào mình ta hóa trang thế này đương nhiên là để cướp đoạt cướp đoạt ban ngày ban mặt không đúng hơn giờ là mây đen gió lớn nhưng trong thành lương châu đã lâu không nghe thấy chữ này quan trọng là trong thành lương châu còn có người dám cướp bọn họ ta xem ngươi sống không muốn yên ổn nữa hộ vệ cười lạnh nói ngươi có biết chúng ta là ai biết gió người kia lười biếng nói Chi tôn phủ gia người của tôn gia biết rõ mà ngươi còn dám ta dám lời nói của hắn bị cắt đứt sau một khắc người kia từ mái hiên lướt xuống xông đến giờ đêm dài con đường này không có ai phu xe sợ hãi đã bỏ xe ngựa vãi đái chạy xa hai hộ vệ không thể dừng tay trong thoáng chốc ba người chiến đấu cùng một chỗ tiếng động bên ngoài dường như làm người trong xe ngựa kinh động trong xe ngựa phát ra tiếng tất tất tốt tốt người bên trong như muốn ra hỏa yến cao giọng nói đợi bên trong đừng động lập tức tiếng động tan biến không động đậy nữa một hộ vệ như bừng tỉnh đại ngộ ngươi là tình nhân của nàng tốt thật nói cướp đoạt hóa ra các ngươi là một đám đầu óc các ngươi nhà tôn cũng là một nhão làm à? hỏa yến một bên sợ hãi thán phục một quyền đấm vào mặt hắn đánh hắn té ngã trên đất nửa ngày không đứng dậy được một người khác cầm đao lao đến đáng tiếc khí lực ấy người thường là đủ, nhưng trước mặt Hỏa Yến lại không đáng chú ý. Hỏa Yến mỉm cười, nắm cổ tay hắn, người kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, đau trên tay rơi xuống, Hỏa Yến một cước đá hắn xa mấy mét. Hai người này dù nói là hộ vệ của tôn thiếu gia, Hỏa Yến không cảm thấy thân thủ có gì tốt. Chắc chỉ là đi đón người, tùy tiện phái hai người đến. Ai ngờ trên địa bàn tôn gia, còn có người gan to mật lớn như thế, không sợ hãi chút nào. Nàng xoay người, nhặt đao vừa rơi xuống đất, hai hộ vệ bị đánh không còn sức hoàn thủ, thấy người bịt mặt tiến tới, vô ý thức lùi lại, một người nói. Có chuyện nói rõ, ngươi đừng xúc động, đại hiệp. Đại hiệp. Đó là lời mềm mỏng, còn một người không sợ hãi, không biết có phải ngoài mạnh trong yếu, hắn nhìn hỏa yến cười lạnh, tiểu tử thúi, người gan không nhỏ, dám động đến người tôn gia. Người biết không, tối nay ngươi làm vậy, ngày mai chính ngươi chịu hậu quả, ngươi người chọc phải đại phiền toái. Hỏa Yến không thèm nhìn bọn họ, từng bước tiến gần, đợi đến khi hai người sắc mặt trắng bệch, nàng một đao chém vào dây thường xe ngựa và ngựa kéo. Ta sẽ sợ, nói rồi, nàng trực tiếp đưa tay kéo người trong xe ngựa ra ngoài. Nữ tử kia bị hạ độc, không thể động đẩy, chừng mắt nhìn Hỏa Yến. Hỏa Yến đỡ nàng, tự mình cưỡi lên, dương roi ngựa, nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Chương 90, cậu của ta con ngựa phi nhanh trong đêm yên tĩnh không biết bao lâu hỏa yến kéo chặt dây cương dừng ngựa lại đây là một nơi vắng vẻ không có chợ những người buôn bán đã về nhà từ lâu cô gái này tính tình cương liệt từ lúc lên xe ngựa đã run rẩy không ngừng lúc này dường như thuốc đã bắt đầu giảm tác dụng cô có thể nói chuyện yếu ớt nói thả tôi ra hỏa yến đỡ cô gái xuống ngựa ngồi vào một quán đậu hũ gần đó trước đó tình thế cấp bách anh chưa kịp nhìn kỹ cô gái này Giờ đây, dưới ánh đèn lồng yếu ớt từ quán đậu hũ, anh mới thấy rõ cô thực sự xinh đẹp. Làn da mềm mại, trắng trẻo, khuôn mặt tinh xảo nhưng có chút bầu bính, trông cô vẫn còn chút trẻ con, chắc cũng không lớn tuổi hơn Trình Lý Tố là bao. Một cô bé như vậy lại bị bắt mặc quần áo mỏng manh, trang điểm đậm đà, khiến cô run rẩy vì lạnh. Khi ngồi xuống, cô gái liền lùi lại, cảnh giác nhìn Hỏa Yến, anh là ai? Hỏa Yến hơi sừng sốt, rồi hiểu ra cô gái này nghĩ anh là kẻ xấu anh liền gỡ khăn che mặt xuống, cười nói, đừng sợ, ta đến để cứu cô. Chỉ vì không tiện lộ diện nên phải che mặt, không làm cô sợ chứ. Dưới ánh trăng, khi gỡ khăn che mặt, thiếu niên với khuôn mặt thanh tú và giọng nói nhẹ nhàng, làm cho cô gái dần dần thả lòng. Làm sao anh biết, cô vẫn nói chuyện với chút cố gắng, Hòa Yến lấy từ trong tay áo một mảnh giấy, cô ném cái này ra, tôi nhặt được. Nghe nói vạn hoa các ép người làm gái, giấu cô bên cạnh quán trà, tôi đã theo dõi và mang cô đi. Hỏa Yến nhìn cô gái, cô không sao chứ? Họ không làm hại cô chứ? Vừa nghe câu này, mắt cô gái lập tức đỏ hoe, cô run rẩy giơ tay lên, mười ngón tay sưng tấy, không biết bị gì kẹp. Trong thanh lâu, nhất là những cô gái mới tới, nếu không hiểu quy củ sẽ bị dạy dỗ, nhưng mụ mụ sẽ không dùng cách để lại dấu vết trên người. Vì các cô vẫn phải tiếp khách, nếu người đầy vết bầm, sẽ mất khách. Vì vậy, họ nghĩ ra cách tra tấn này. Hỏa Yến nhìn mà đau lòng, con gái nhà ai bị đối xử như vậy, cha mẹ đều sẽ đau lòng. Anh dịu giọng hơn, hỏi cô gái, nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Nhà? Cô gái sững sờ một chút, nhìn Hỏa Yến, sau một lúc mới trả lời, nhà tôi ở Sóc Kinh. Sóc Kinh? Lần này đến lượt Hỏa Yến sững sờ, cô bị lừa đến đây à? Có thể nói vậy, cô gái nhỏ nói, tôi là, tôi là bỏ trốn, ban đầu định đến Dương Châu, giữa đường đi nhầm đến lương châu định ở lại vài ngày rồi đi không ngờ bị tôn lăng phát hiện cô tức giận nói nếu tôi trở về sóc kinh nhất định sẽ cho họ biết tay câu cuối cô gần như nghiến răng nghiến lợi hỏa yến cô gái nhỏ này trông yếu ớt nhưng thật sự gan dạ dám một mình từ sóc kinh chạy đến lương châu chẳng lẽ bây giờ thanh niên kinh thành đều thích bỏ trốn sao trình lý tố cũng vậy giờ đến cô gái này cũng thế hỏa yến hỏi cô đến đây một mình sao ở lương châu có ai quen biết có chỗ ở không cô gái nhỏ lắc đầu hỏa yến cũng khó xử người lớn thế này chẳng lẽ đưa cô về quán trọ tiêu giác chắc sẽ không đánh chết mình dù vài ngày nữa họ dự tiệc ở phủ tôn chi huyện dù tối nay cô mới cứu người từ tay con trai tôn chi huyện cô gái dường như nhìn ra sự khó xử của hỏa yến cố gắng ngồi dậy vẫn rất kiên cường cắn môi nói anh anh không cần lo cho tôi để tôi tự tìm chỗ trốn ơn cứu mạng của anh khi tôi về sóc kinh, sẽ bảo cha mẹ đền đáp. Anh muốn gì, vàng bạc, châu báu, nhà cửa, người đẹp, đều có thể. Anh tên gì, để tôi về thì. Cô bé, bây giờ ngay cả bản thân cô cũng khó bảo toàn, hỏa yến xoa chán, ra khỏi lương châu được hay không cũng khó nói, đừng lo xa như vậy. Vậy thì sao, cô gái tranh ánh mắt anh, mắt đỏ hoe nói, dù sao tôi cũng không nhờ vả anh. Đám thiếu gia tiểu thư từ sóc kinh đều có tính tình riêng hỏa yến nghĩ kiên cường là tốt nhưng cứng quá dễ gãy nếu là trình lý tố biết có biết giãn chắc sẽ tránh được nhiều đau khổ ở vạn hoa khác hỏa yến kéo cô dậy đi thôi đi đâu dĩ nhiên là về chỗ tôi cô gái này hỏa yến bất đắc dĩ nói tôi vừa cứu cô không lâu nữa tôn thiếu ra sẽ tìm khắp nơi đêm đã khuya cô không có chỗ nào để đi cuối cùng lại bị tôn lăng bắt lại hắn sẽ còn tệ hơn tôi khổ cực một đêm chẳng lẽ vì kết quả này. Cô gái nhỏ không còn sức lực, được Hòa Yến đỡ lên ngựa, ngập ngừng nói, nếu anh đưa tôi về nhà, sẽ gây phiền phức cho anh. Tôn gia ở Lương Châu rất có thế lực, anh, cô bé này thật rõ ràng, Hòa Yến cười nói, cô yên tâm, nhà tôi ở Đại Ngụy còn có thế lực hơn. Thật không được, tôi sẽ nhờ tiêu giác, tiêu nhị công tử, ở Đại Ngụy là người có thế lực. Hòa Yến hỏi, quên hỏi, cô tên gì? Tôi tên, Đào Đào, cô nói. Đào đào, tên nghe quen tai, như đã nghe ở đâu đó, Hỏa Yến cẩn thận nghĩ, nhưng không ra. Trong tình thế cấp bách, không kịp nghĩ ngợi, đành chờ đưa cô về quán trọ rồi tính tiếp. Hỏa Yến không lớn lên ở Lương Châu, cũng không dành đường xá, nhưng may mắn nhớ đường khá tốt, tìm được quán trọ. Sợ người phát hiện ngựa của Tôn Lăng, anh cùng đào đào xuống ngựa trước khi đến quán, vỗ ngựa chạy vào đêm tối. Tiêu nhỉ công tử thật biết chọn quán trọ, nơi này không náo nhiệt như khu vực vạn hoa các, rất yên tĩnh. Lúc này đã khuya, gần như không có người. Khi Hỏa Yến đỡ đào đào lên lầu, dưới lầu không ai, anh mở cửa, phát hiện Phi Nô cũng không có ở đây, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng đã chuẩn bị nước, Hỏa Yến nói, cô rửa mặt trước, tôi có quần áo sạch sẽ, cô thay ra. Mặc cái này sẽ lạnh, anh đưa một chồng quần áo của Trình Lý Tố cho Đào Đào, cô tự chọn cái thích mặc. Đào Đào nhìn anh, Mặt đỏ lên, anh ra ngoài. Hỏa Yến lúc này mới nhớ mình đang đóng vai nam, liền nói: "Được rồi, tôi ra ngoài, tôi đứng gác cửa, cô yên tâm thay đồ." Đợi khi cô đóng cửa lại, anh suy nghĩ rồi chạy đến phòng Tiêu Giác, áp tai vào cửa, muốn nghe xem Tiêu Giác có ở đó không. Trong phòng đèn đã tắt, không biết Tiêu Giác có ngủ không. Hỏa Yến khẽ gọi: "Đô đốc, đô đốc." Không ai trả lời, cô lại gõ nhẹ cửa, vẫn không ai trả lời. Hỏa Yến đứng thẳng người, do dự một chút đẩy cửa ra cửa sổ trong phòng không đóng gió từ bên ngoài lùa vào dưới ánh trăng trên giường gọn gàng không có dấu vết người ngủ tiêu giác đã không ở đây kiếm ẩm thu cũng không còn anh này không rời kiếm chắc đã ra ngoài hỏa yến lại chú ý trên bàn còn để cây đàn quen thuộc vãn hương anh nhếch miệng thầm nghĩ ngoài miệng nói sửa đàn chắc chắn là làm việc cơ mật ở lương châu phi nô cũng không có chủ tớ hai người chắc ra ngoài làm việc rõ ràng không tin tưởng mình dù đã sớm biết tiêu giác không tin tưởng mình và điều đó là hợp lý hỏa yến vẫn cảm thấy không thoải mái dù sao họ cũng là đồng môn biết nhau nhiều năm ra ngoài làm việc cô sẽ không nói cho người khác thật là hẹp hòi cô lùi ra khỏi phòng tiêu giác đóng cửa lại phía bên kia đào đào đã thay đồ xong mở cửa thấy hỏa yến cúi đầu nói tôi thay xong rồi hỏa yến đẩy cô vào ra hiệu suỵt tai vách mạch rừng vào nói cô thắp đèn trong phòng đào đào mặc quần áo của trình lý tố trông thanh tú hơn nhiều quần áo của trình lý tố phần lớn màu sáng mặc lên người cô bé càng tôn lên làn da trắng nõn thanh tú mắt cô vẫn đỏ tóc rối tung trên vai ngoan ngoãn như con thỏ trắng tuyết trông như tiểu thư được nuôi dưỡng kỹ lưỡng xin lỗi tôi không nên nói thế nhưng quần áo của anh thật sự quá kém con thỏ nhỏ nói không còn đáng yêu đào đào nhíu mày chỉ vào hình con cá trên áo thật sự diễm tục hỏa yến cô tiểu thư này lúc này mà còn quan tâm đến quần áo chẳng lẽ các tiểu thư ở sóc kinh đều thế hỏa yến nghĩ mình trước đây cũng không như vậy anh ho nhẹ nói lúc này tình thế bất đắc dĩ đào đào cô nương tạm hoãn chuyện quần áo một chút anh đưa hộp châm cài tóc của trình lý tố chọn một cái cô thấy không diễm tục buộc tóc lên lúc này cô không thể mặc như nữ tử vì sao đào đào không hiểu tôn lăng sẽ sớm phái người tìm kiếm bắt hết những nữ tử giống cô trong thành chúng ta không thể thoát khỏi đào đào nghe vậy căng thẳng vậy làm sao bây giờ đừng lo tôi sẽ nghĩ cách đánh lạc hướng họ đã khuya rồi cô còn chưa ăn gì tôi có chút lương khô chờ sáng mai tôi sẽ nhờ quán trọ làm đồ ăn nóng còn có nước trà hơi lạnh một chút cô tự dùng đào đào sờ bụng Cảm thấy đói, liền tự rót trà tự ấm. Hỏa Yến thở dài, cô gái này thật đơn thuần, dù đã trải qua chuyện ở vạn hoa khác, vẫn dễ dàng tin người. Nếu không phải gặp anh, gặp kẻ xấu, chỉ cần lừa một chút, bỏ thuốc vào trà, không cần phải dày vò, cũng bắt cóc được cô. Năm đó, dù rời hòa ra một mình, anh vẫn đi cùng phủ Việt quân, không nguy hiểm như vậy. Thời thế này, với nữ tử, luôn khó khăn hơn một chút. Anh nghĩ thầm. Việc này định giấu tiêu giác, nhưng tiêu giác và phi nô không ở đây, không dễ làm. Dự định ban đầu, nếu người của tôn lăng đến, có tiêu giác ở đây, không đến mức vào nhà lục soát. Bây giờ không có anh ta, lấy tên tiêu giác ra, chắc không ai tin. Chỉ còn hy vọng tiêu giác về sớm, hỏa yến chưa từng thấy mình chờ đợi tiêu nhị công tử như lúc này. Đào đào ăn vài miếng bánh, uống chén trà, rồi nói không ăn nữa. Câu không ăn kèm theo biểu hiện nhíu mũi ghét bỏ, không phải vì no, mà vì không hợp khẩu vị. Cô ngồi vào bàn, buộc tóc trước gương, chảy một lúc rồi xoay người nói, xong rồi. Lúc này Hỏa Yến cũng thấy khát, cầm chén uống trà, suýt phun ra ngoài. Tóc cô bé này buộc lại lộn xộn, như vừa chạy nạn trở về. Anh không nhịn được hỏi, cô, để tóc vậy sao, trước đây ở phủ, tôi không tự chải đầu, nha hoàn trải cho tôi. Cô bé ủy khuất vô cùng, quăng lược tôi không biết. Hỏa Yến anh bất đắc dĩ đi qua nhặt lược nói không biết thì không biết sao lại giận để tôi giúp cô nói rồi anh thực sự cầm tóc dài của đào đào từng chút một trải cho cô đào đào sững sờ trong gương đồng phản chiếu thiếu niên ôn nhu và tuấn tú cô không nhịn được hỏi anh cũng biết làm cái này thử vài lần sẽ biết hòa yến cười trả lời anh làm đại thiếu gia hòa gia nhiều năm nhưng chuyện đổi thân phận này chưa đại phòng nhị phòng hòa gia những người còn lại không biết vì vậy hỏa yến và đám nha hoàn không thể quá thân cận ngay cả việc buộc tóc cũng có thể bị lộ vì vậy từ nhỏ hỏa yến đã tự buộc tóc không chỉ buộc tóc bất cứ việc gì có thể tiết lộ bí mật anh đều tự làm dần dần anh hình thành tính cách tự thân làm mọi việc dù có lúc ghen tị với những đại thiếu gia tiểu thư được nâng niu nhưng nghĩ lại như gặp chuyện hôm nay anh sẽ không khóc lóc nhiều việc dựa vào chính mình vẫn tốt hơn đợi buộc tóc xong Hỏa Yến lại bôi đen mặt cô, vẽ lông mày thô hơn. Anh làm việc cải trang nữ thành nam đã rất thành thạo. Đào đào nhìn mình trong gương, sững sờ nói cảm, cảm ơn anh. Anh thật khéo tay, Hỏa Yến vỗ tay, quen tay thôi. Đào đào cô nương, cô quay lưng đi, tôi cũng phải thay đồ. Tối nay thành Lương Châu thật sự là rất náo nhiệt, có người lại cách phủ của tôn chi huyện không xa, tấn công xe ngựa của tôn thiếu gia. Trong xe ngựa có tôn thiếu gia và tiểu thiếp mới của anh ta, khiến lương châu phủ nha náo loạn, thề không bắt được tặc nhân thì không yên. Thiếu gia, thiếu gia, người đó rõ ràng là tình nhân của nàng. Vệ sĩ mới chịu qua một quyền của hòa yến giờ phút này quỳ trên đất kêu oan. Bọn họ là một nhóm, cố ý bắt nàng đi. Nàng căn bản không phải là người lương châu, làm gì có tình nhân ở đây. Tôn lăng đá một cái. Ngu xuẩn. Tôn lăng năm nay 30 tuổi, chẳng làm nên trò chống gì, chỉ dựa vào cha là chi huyện, làm điều ác không ngừng ở thành Lương Châu. Hắn có tật ở đầu, trên gò má có một vết bớt màu đen, trông càng đáng sợ hơn. Hắn có vô số tiểu thiếp trong phủ, còn có nhiều cô gái nhà lành bị hắn ức hiếp rồi bỏ rơi, người dân Lương Châu căm giận nhưng không dám nói gì, để mặc cha con hắn làm mưa làm gió trong thành. Hôm nay, trên đường về nhà bị cướp, chuyện nữ nhân thì nhỏ, nhưng mất mặt thì lớn, đối với Tôn Lăng, đây là sự sỉ nhục không thể tha thứ đối với gia đình Tôn gia lúc này cửa thành đã bị phong tỏa một vệ sĩ khác nói nữ nhân kia bị thương chắc chắn còn trong thành tìm từng nhà chắc chắn sẽ tìm ra ngu xuẩn tôn lăng lại mắng người lương châu từ khi nào dám động thủ trên đầu thái tuế như thế ngươi tất nhiên đã nói với hắn là ta tôn lăng muốn người mà hắn vẫn dám động thủ tự nhiên là hạng người không biết sống chết hơn phân nửa không phải người lương châu nữ nhân kia cũng không phải người lương châu có thể bọn họ là một nhóm vệ sĩ trước đó lại nói cho dù họ có phải một nhóm hay không dám đối đầu với tôn gia phải chuẩn bị sẵn sàng để mất mạng ngươi nói lại lần nữa người kia rốt cuộc hình dáng ra sao lúc ấy hắn che mặt không nhìn rõ hình dạng khoảng bảy thước thấp hơn ta một đầu dáng người gầy yếu nhưng mặc rất phú quý y phục chất liệu không giống hàng bình thường vệ sĩ cô nhớ lại tóm lại không phải người nghèo tôn lăng suy nghĩ một lúc rồi nói ta đã biết hai vệ sĩ nhìn nhau rồi nhìn hắn. Các người tiếp tục chắn cửa thành, còn lại theo ta đi tra các tử điếm. Tửu điếm, thiếu gia, tại sao vậy? Tôn lăng mắng. Ngu xuẩn vẫn là ngu xuẩn, không nghĩ chút nào, hơn phân nửa không phải người lương châu, chắc chắn ở khách sạn. Người ăn mặc phú quý không thể ở tử điếm rẻ tiền, tìm các tử điếm sang trọng, không phải sẽ ra sao. Thì ra là vậy. Hai vệ sĩ vội tán thưởng. Thiếu gia anh Minh, thiếu gia anh Minh. Hừ. Tôn Lang cười đắc ý, vết bớt trên gương mặt trông càng đáng sợ, hắn âm trầm nói: "Trong thành Lương Châu, chưa thấy ai dám không sợ chết như vậy. Ta muốn xem thử, ai mà to gan như thế. Còn tiện nhân kia, thật không biết điều, lần nào cũng vậy, chắc không biết ta lợi hại thế nào. Không thể bỏ qua cho bất cứ ai." Trong đêm tối của thành, ánh đúc chiếu sáng rực rỡ. Đáng lẽ là thời điểm nghỉ ngơi, từng nhà bị tiếng vó ngựa đánh thức nha dịch và lính thành môn sông vào nhà dân để kiểm tra từng nhà một. Theo lý thuyết thì không nên làm như vậy, nhưng tôn gia đã lạm dụng quyền lực từ lâu. Nghe nói tiểu thiếp của tôn lăng bị bắt đi, nhiều người trong bóng tối phẫn nộ và chửi rủa. Phi, nói nhảm, đâu phải là tiểu thiếp, lớn lên với diện mạo như vậy, dù có gia tài bạc triệu người ta cũng không màng. Chắc chắn lại đi bắt một cô nương trong trắng. Hành vi này khác gì cường đảo, ngay cả cường đảo cũng chọn ban đêm để hành động ai dám cướp trắng trợn như vậy có thể người không phải bị bắt đi sao có lẽ là vị nghĩa sĩ nào thấy bất bình mà ra tay nếu thật là nghĩa sĩ ta sẽ ngày ngày cầu nguyện trước bồ tát cho hắn bình an khỏe mạnh mong đừng bị nhà họ tôn bắt được ôi thời thế đào điên những âm thanh này dĩ nhiên không dám nói to trước mặt quan binh chỉ chờ người đi rồi mới nhỏ giọng nói một câu sau đó nhanh chóng tan biến vào đêm không để lại dấu vết các tửu điếm trong thành tối nay cũng bị gặp nạn chủ quán và tiểu nhị kể cả khách trên lầu đều bị kéo ra ngoài kiểm tra nếu nhìn thấy gia cảnh giàu có càng bị nghi vấn kỹ lưỡng hơn trong phòng lục xoát đến nỗi không tha cả con ruồi hỏa yến ngồi bên giường đèn đã tắt chỉ có một chút ánh trăng lọt qua cửa sổ đã khuya rồi mà tiêu giác và phi nô vẫn chưa trở lại nàng nghĩ thầm liệu hai người này có bỏ đi luôn không giống như những gia đình nghèo không nuôi nổi con cái mang theo đứa nhỏ ra chợ đông người, rồi lừa nói mua kẹo, chỉ chớp mắt đứa nhỏ đã bị bỏ lại bên đường. Tiêu giác có bỏ rơi nàng thật sao? Nàng thật sự quá đáng thương, trên người chỉ có chút bạc, tiền phòng tử điếm ngày mai còn phải trả, còn phải ăn cơm, còn phải trở về lương châu vệ, ai có thể giải quyết được những việc này? Nếu thật sự là vậy, ngày mai nàng sẽ đi bán cái đàn vãn hương bên cạnh. Hỏa Yến suy nghĩ miên man, liệu người này còn trở về không? Nếu không trở lại, tối nay nàng có thể thoải mái một mình một phòng cũng không lãng phí phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn